Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Chế Tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu. Tập 122. Chương 1211, Đại Quyết Chiến, 16. Giờ Tị Ba Khắc, Hoàn Nhan Diễu Xích và Hán Trung ra khỏi thành, đến quân doanh Nữ Chân ở phía đông nam. Khi tin báo cáo tình hình phía tây cho Hoàn Nhan Hy Doãn đến thì chiến trường bên này đang trong thời kỳ gián đoạn giữa nhóm xung phong. Hoàn Nhan Hy Doãn cưỡi trên ngựa chiến, nghe Hoàn Nhan Diễu Xích nói chuyện, xác minh nghi hoặc trong lòng lão nhân. Sau đó lão nhân khép mắt lại, hít sâu một hơi, chúng ta đặt nơi quyết chiến ở đây, đối phương thì đặt địa điểm quyết chiến ở Đoàn Sơn. Hoàn Nhan Hy Doãn lẩm bẩm nói một câu rồi mở mắt ra nhìn phía trước, ngươi hãy triệu tập 3.000 lính có thể chiến đấu trong thành đi về phía tây. Chi viện đại soái dặn dò tướng thủ thành là có thể thoái nhượng, nhường ra một nửa Hán Trung. Hoàn Nhan Diễu Xích sửng sốt, sau đó cúi người lĩnh mệnh, quay đầu mà đi. Lão nhân đặt tay lên trường kiếm dắt bên hông, giây phút này hắn đã hiểu thấu. Bắt đầu từ sáng sớm, hắn phát động hai đợt thế công mãnh liệt, chiến sĩ Hoa Hạ quân phía trận địa đối diện dù không đủ binh lực vẫn đẩy ngược về. Trên chiến trường như vậy, khi đối thủ ngoan cố chống cự, dùng binh lực ít đánh đổi mấy đợt tiến công không có gì kỳ lạ, nhưng sự thật đang gõ vào đầu Hy Doãn. Hoa Hạ quân từ đêm qua đến sáng nay không ngừng phát động tập kích, đây là hành vi lý trí để lại số ít binh lực. Hoa Hạ quân đoàn 7, dù nguyên quân đội đều đi hướng phía tây tiến công thì tổng số chỉ hơn 1 vạn người. Có một thứ gì đó đang gõ vào đầu Hy Doãn. Từ nhiều năm trước Hy Doãn đã phát hiện ra manh mối, là thứ bắt đầu manh nha khi hắn đưa mắt nhìn về phía tây bắc Tiểu Thương Hà. Đội quân phản nghịch Vũ Triều đó giết vua Tạo Phản, sau đó trên Đồng Chí Nguyên đánh gục người Tây Hạ, Hy Doãn mơ hồ phát hiện đây là uy hiếp ẩn giấu, là hạt giống xấu sắp nảy mầm. Tuy dưới thân hình khổng lồ của Kim Quốc thì hạt giống này vô cùng nhỏ bé, Hy Doãn vẫn cử người đi chiêu hàng đối phương, về sau tiến hành tiêu diệt. Tiểu Thương Hà nằm ngoài dự đoán của Hy Doãn. Tuy hắn không tự mình đi Tây Bắc, nhưng lục tục thu thập thông tin từ bên kia, trong kinh nghiệm đánh trận tích lũy cả đời khiến hắn cảm thấy nghi hoặc với nhiều thứ mà Tiểu Thương Hà bày ra. Quân đội đó vốn nên tan vỡ, người Nữ Chân cũng là đội ngũ giết ra từ nghịch cảnh cực đoan. Nhưng dù thay thế đội ngũ do A Cốt Đà từng dẫn dắt thì Tiểu Thương Hà vẫn khiến người cảm thấy mờ mịt, huống chi hai quân đội có hình dạng khác hẳn nhau. Sau khi kết thúc đại chiến 3 năm ở Tiểu Thương Hà, sự hy sinh của Lâu Thất, Từ Bất Thất đánh thức đám người Tông Hàn. Bọn họ cùng Hy Doãn tập trung chú ý Tây Nam nên mới có lần Nam Chinh này. Lúc này bọn họ đều đã là tướng già dày dạn kinh nghiệm, có người tích lũy kinh nghiệm từ chiến trường, có người đọc thuộc sách sử, nghiên cứu sâu binh pháp. Nhưng Hoa Hạ quân Tây Nam bày ra bộ dạng không có trong ghi chép của sách sử hay binh, pháp nào. Trải nghiệm thảm bại ở Tây Nam mỗi một lần đều mở rộng nhận thức của họ. Đến khi triển khai quyết chiến với Hoa Hạ quân đoàn 7, Hy Doãn mơ hồ cảm giác có thứ gì đã bày ra nguyên hình ở trước mặt mình. Khoảng thời gian này tới nay, cảm giác đó ngày càng mãnh liệt gõ vào đầu Hy Doãn, nhắc nhở rằng hắn và Tông Hàn đang đối mặt với trạng huống khác hẳn với bất kỳ tình huống gì trong quá khứ. Từ lần đầu tiên hai người gõ mở cửa lớn Vũ Triều, có lẽ trong lòng người dân cũng đối mặt kinh ngạc như thế này. Nhưng người phương Bắc thiện chiến được ghi chép trong nhiều sách sử, chỉ có lần này là Hy Doãn và Tông Hàn đối diện thứ không có trên sách. Trong tiềm thức có thứ bất thường gõ thùng thùng vào đầu Hy Doãn, đối diện sớm nên tan vỡ, nhưng không. Đối diện không nên đánh kiểu này, nhưng lại xuất hiện trạng huống đó, Hy Doãn không thể đoán trước được hậu quả phải đối diện trong trận đánh. Nhưng trừ quyết chiến, đã không có cách nào khác, hắn đã già rồi. Mọi người học tập khi còn là thiếu niên, trải đời ở tuổi thanh niên, đến trung niên thì người thông thái ước chừng thấy hết mọi thứ trên đời, dù không tự mình trải qua nhưng phần lớn có thể suy một ra ba. Giống như truy tìm nguồn gốc học khởi nguồn từ Ninh Nghị ở Tây Nam, dù nhiều thứ mới mẻ xuất hiện nhưng nguyên lý cơ bản thì Hy Doãn hiểu, không phải thứ không thể hiểu thấu. Nhưng giây phút này, đường nét của bóng ma dường như đã dâng lên từ đáy biển. Thùng thùng thùng, Hy Doãn loáng nghe âm thanh đó. Nhưng trừ quyết chiến, hắn đã không có nhiều lựa chọn hơn. Nếu hắn có thể cố gắng nhanh chóng đột phá trận địa Hoa Hạ quân ở cổng Nam Hán Trung thì sẽ can thiệp mang tính quyết định trong tình hình cuộc chiến ở Đoàn Sơn.
kêu Hoàn Nhan Dữ Xích dẫn tinh binh ra thành Hán Trung là vì chừa đường lui cho Hắc Kỳ ngoài cổng Nam. Bọn họ ít người, khi trận địa bên này không thể chống đỡ, bọn họ giết vào thành Hán Trung là Hy Doãn có thể lao thẳng đến Đoàn Sơn. Về mặt binh pháp, cái gì làm được thì hắn đã làm hết rồi. Không lâu sau, ngoài cổng Nam thành Hán Trung lại bắt đầu một đợt tiến công, sông trận mãnh liệt nhất tựa như rời núi lấp biển, đạn pháp bay vèo vèo, sương khói che bầu trời. Trần Hợi tiến lên nghênh đón, thùng thùng thùng, đường nét của thời đại mới đang gõ vào cửa lớn trong óc của mọi người. Hoàn Nhan Hy Doãn tấn công mạnh mẽ, Đoàn Sơn, Hoàn Nhan Tông Hàn ở trong chiến trận cũng thấy rõ bộ dạng của Hoa Hạ quân đoàn 7 khi tấn công thật. Tiến công khổng lồ như thủy ngân đổ xuống đất, lột bỏ vùng ngoài của đại quân Nữ Chân, chém giết lan tràn, nhiều binh sĩ của Kim quân chạy tán loạn khắp núi đồi. Tông Hàn trầm mặc quan sát tất cả điều này, tuy trước đó hắn đã suy đoán nhiều thứ, nhưng lần đầu chứng kiến tán binh trận xung phong với quy mô lớn như vậy. Đối diện xung phong của Hoa Hạ quân thì kết trận chiến đấu đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Đối diện với hơn 10 người xông thẳng vào chiến trận nghìn người, uy lực mũi tên bị hạ xuống mức thấp nhất, hơn nữa đối phương đã áp sát thì bên mình chỉ đành tổ chức đội ngũ xung phong. Nếu muốn đứng yên sung sức chờ bên địch mệt mỏi đến, mấy chục người phía đối diện ném hỏa lôi xong chạy mất hút thì bên ta sẽ bị tổn thất một mảng lớn. Chỉ có thể xung phong đón đánh. Nhưng nếu lấy 100 người trận xung phong đón đánh, đánh xong một đợt là đội ngũ này có lẽ sẽ mất chỉ huy. Chiến sĩ chưa bị quân trận cuốn vào chờ khi trận hình tán loạn sẽ cố gắng tìm chỗ núp hoặc là lựa chọn chạy trốn. Binh sĩ không muốn chạy tứ tán thì thường sẽ tụ một đống, như vậy là biến thành bia của hỏa lôi, bọn họ thường không cách nào ứng đối phản công của Hoa Hạ quân. Loại bộ đội Nữ Chân mất trận hình như vậy thậm chí không thể lui về phía sau, không có trận hình mà lùi lại sẽ tụ thành chạy tan tác quy mô lớn. Đội Hoa Hạ quân này không bị trạng huống như thế, đây là chênh lệch căn bản nhất. Trong giai đoạn đầu chiến đấu, từng đội 100 người bên ta bị ném ra, có đội gặp nhóm hơn 20 người thì bị giết tan tác ngay. Có đội đón đánh đội ngũ Hoa Hạ quân vọt tới lại bị đánh từ hai bên, đội 100 người nhanh chóng tan vỡ. Người Nữ Chân cũng ôm tâm lý là tán binh đánh trận rồi, bọn họ đã gặp tình huống tương tự lúc ở Tây Nam. Nhưng đến hiện tại, đối diện Hoa Hạ quân dùng xung phong quy mô nhỏ nhanh chóng mãnh liệt mà hiệu suất cao thì phe mình kém mấy bậc. Mấy chục, thậm chí trên 100 điểm xung phong hợp thành hải triều mênh mông, nhưng Tông Hàn nhìn ra được đối phương chỉ có bộ đội mấy nghìn người hành động. Phe mình có thể ném ra binh lực đông hơn đối phương gấp mấy lần, nhưng ứng đối trong từng điểm thì không linh hoạt bằng đối phương. Hắn đương nhiên không ngồi chờ chết. Giờ Tị hai khắc, tùy theo tình hình đánh trận ở vùng ngoài trở nên hỗn loạn, Cao Khánh Duệ dẫn dắt 2.000 thiết kỵ từ phía Bắc rầm rộ lao ra, định càn quét toàn bộ chiến trường. Hoa Hạ quân từ phía Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, các hướng đều có đội dự bị nghìn người hùng dũng xâm nhập vào bản trận Nữ Chân. 2.000 kỵ binh của Cao Khánh Duệ ức chế và đả kích nặng tiến công của Hoa Hạ quân, mặc dù nhiều bộ đội Hoa Hạ quân ở gần đó nhanh chóng tập kết, dùng hỏa lôi, thương dài làm ra đánh trả, nhưng vẫn có vài bộ đội bị đoàn kỵ binh nhấn chìm, trao đổi trên chiến trường đã gần đến một chọi một. Trong quá khứ thì đây là con số khá buồn cười, nếu là trên chiến trường đối diện Vũ Triều. Thậm chí đối diện người Liêu thì 2.000 thiết kỵ Nữ Chân nhiều lúc có thể quyết định thắng thua của một trận chiến tranh. Nếu đối diện kết trận bộ binh quy mô lớn thì họ sẽ tránh né, chờ trận hình loạn là họ sẽ đánh sâu vào giết quân trận mấy vạn người. Nhưng giây phút này, đối diện Hoa Hạ quân số người dàn trải ra, trao đổi một chọi một thành đòn sát thủ duy nhất. Chương 1212, Đại quyết chiến, 17. Buổi trưa, đợt đánh sâu vào của kỵ binh bị ức chế, Cao Khánh Duệ dẫn đội trở về, một phần đội ngũ Hoa. Hạ quân từng lớp xé mở vỏ ngoài của bộ đội Nữ Chân giống như lột vỏ hành, áp sát trung tâm 8.000 người của bản trận lính Kim. Chém giết càng kịch liệt hơn, một phần bộ đội Hoa Hạ quân tạm thời dừng bước hoặc hỗ trợ đồng bạn từ mé bên. Quân tiên phong mênh mông, từng đợt nổ tung, trong gió ngập mùi chết chóc. Phía bên phải tầm nhìn, Hoa Hạ quân triển khai tranh đoạt pháo binh trận của người Nữ Chân trên đồi núi, một đội ngũ thân binh lĩnh mệnh đi chi viện. Phía trước tầm nhìn là cờ xí màu đen dần tụ tập thành sông lớn cuồn cuộn, ngọn núi bên trái là bóng dáng từng nhóm tán binh ùa về phía dãy núi. Tông Hàn đứng dưới cờ soái của mình, không động đậy, chỉ ngẫu nhiên nói chuyện với Hàn Xí Tiên. Mấy chục người có thể thành trận, sau khi tách ra có thể ứng biến. Bọn họ làm bằng cách nào? Nghe nói bọn họ thậm chí cho mỗi một vị binh sĩ đọc sách biết chữ. Binh pháp chiến trận,
đến đây thì đã vô dụng. Bắt đầu từ mấy nghìn năm trước, bởi vì các đặc tính của quân đội mà sinh ra đủ loại binh pháp. Nghìn vạn người đi trên chiến trường khó mà đồng bộ, nên cần có nhịp trống để bước đều. Khi vô số chiến sĩ triển khai trận thế, một người chen một người khác, dù có người nhát gan muốn chạy trốn cũng không thể hành động. Số ít người có thể cố gắng hết sức chấp hành sau khi nhận lệnh thì có thể trở thành quan quân, nhưng đa số chiến sĩ chỉ là bị đại quân lôi cuốn đi. Nếu có thể khiến mấy nghìn người đi hướng cùng một phía mà không loạn thì thường là then chốt về mặt binh pháp. Bên ngươi có nghìn người hành động vụng về, bên ta thì hành động đồng đều hơn, vậy là có thể quấy nhiễu một bên khiến ngươi không kịp phản ứng, sản sinh hỗn loạn. Chỉ có binh sĩ, thân binh có lòng trung thành nhất mới không rối loạn khi lạc khỏi chiến trận, họ sẽ không trốn, không làm biếng, có thể trở thành thám báo, nhiều lúc thám báo quyết định mấu chốt thắng thua trên chiến trường. Hoa Hạ quân thì dàn trải trên vạn người ở khắp nơi. Bọn họ không cần nhịp trống, không cần cả đội, không cần lôi cuốn. Binh pháp xưa kia hay dùng giờ đây vô dụng, Tông Hàn biết mấy chục năm qua tích lũy mọi thứ đã rơi vào khoảng không. Đây không phải là thắng thua trong giao phong binh pháp. Đơn giản là binh lực tinh nhuệ đón đầu nghiền nát. Dù là đồ sơn vệ ngày xưa từng được gọi là số một thiên hạ vào lúc này cũng không bằng Hoa Hạ quân đoàn 7. Tông Hàn biết mấy người Ninh Nghị, Tần Thiệu Khiêm làm được điều gì, nhưng hắn không hiểu họ làm bằng cách nào. Xí tiền này. Một lúc nào đó, Tông Hàn cổ họng hơi khô khốc mở miệng, lại tạm dừng thật lâu bởi vì trong gió truyền đến âm thanh của chiến trường. Hàn Xí Tiên chắp tay chờ đợi, qua một lúc, nói, đại soái, có lẽ đã đến lúc phá vây. Hàn Xí Tiên nhìn thấu nhiều điều, mấy ngày nay đám tướng lĩnh nữ chân tất nhiên cũng thấy rõ. Tông Hàn lắc đầu, trong làn gió xung quanh truyền đến tiếng giống của Hoa Hạ quân, thoáng nghe có chữ như, giết Niêm Hãn. Trong đầu của hắn hiện ra cảnh tượng mười mấy năm trước, đó là Kim Quốc lần đầu tiên xuôi nam, bọn họ đẩy cánh cửa của Nhạn Môn Quan ra. Một đường bẻ gãy nghiền nát tiến quân vào nam, người Hán chống cự trong vô vọng, một số người ngoan cường chống đối đều bị giết, treo xác trên đầu tường. Khi đại quân đi tới đến Hãn Châu thì từng có một đội ám sát lần đầu cũng gần như là lần cuối chĩa mũi nhọn đến trước mặt Tông Hàn. Trong một đạo quán ở Hãn Châu, cầm đầu là một ông già người Hán tóc trắng xóa. Vung thương to mang theo mấy chục hiệp khách người Hán xông vào, ở trong sóng người của đại quân khép lại bao vây giết máu văng tung tóe. Mũi thương của ông già từng một lần chĩa vào mặt hắn, cơ hồ ám sát thành công, nhưng cuối cùng, những người này bị nhấn chìm trong quân đội vây giết. Giết Niêm Hãn. Lúc ấy đám người Hán kia la lên như vậy. Nhiều năm về sau, có lẽ cũng có rất nhiều người hét lên câu này, nhưng Tông Hàn đều không có nghe thấy. Giây phút này, âm thanh kia lại từ xa truyền đến, giống như cách thời gian hơn 10 năm lần thứ hai xung phong liều chết đến trước mặt. Tông Hàn ngước đầu lên, trong mắt rực cháy ngọn lửa. Xí Tiên, ngươi hãy nhìn xem. Tông Hàn chỉ hướng đông, đó là Tần Thiệu Khiêm. Giây phút này, quân đội của nữ chân vẫn chiếm ưu thế về số người. Mấy chục năm nay, lão nhân chưa bao giờ là con cừu yếu đuối, phần lớn thời gian hắn đã quen làm sư tử, dù đang trong hoàn cảnh xấu cũng không bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội. Buổi trưa đã qua đi, con thú khổng lồ nhích người. Hỡi các nghi lang, cùng ta xông lên trận. Trong bản trận kim quân, Hoàn Nhan Tát Bát gầm giống, rút kiếm theo lão nhân. Ba phương hướng trước, giữa, sau là từng đội ngũ của Hoa Hạ quân ầm ầm kéo đến. Đại đội trưởng Ngưu Thành Thư vung đao dài, toàn thân nhuộm máu xông vào trận địa, giết Niêm Hãn. Tiếng hô hào hợp thành liệt triều hùng dũng, đều lấy khí thế tiến lên không lùi đụng mạnh vào nhau. Ánh sáng mặt trời giữa trưa bắt đầu trở nên chói chang, ác chiến gần cổng Nam Thành Hán Trung đang trở nên kịch liệt hơn từng giây từng phút. Bắt đầu từ sáng sớm đến giữa trưa, Hoàn Nhan Hy Doãn chỉ huy bộ đội liên tục phát động 6 đợt đánh sâu vào quy mô lớn. Hai đợt tiến công đầu tương đối bình ổn, xem như thăm dò lực lượng của Hoa Hạ quân. Sau khi biết tình hình chiến trường không ổn, 4 lần tiến công quy mô lớn tiếp theo gần như là sấm sét bão tố ập đến. Căn cứ cảm giác trên chiến trường thì trong đại quân phía đối diện đã có trên vạn người luân phiên ra trận, tham dự vào cuộc tiến công. Giữa mỗi vòng tiến công quy mô lớn nhỏ chỉ có một khoảng rừng ngắn ngủi, đó là một đội nghìn người của người nữ chân gặp chống cự thì rút xuống để đội mới xông lên. Tiếng nổ và chém giết từ xa truyền đến, chân hợi bò dậy từ trong vũng máu, thân thể hơi loạng choạng. Tiến công trên mảnh trận địa này bị đánh lui, nhưng mấy chỗ trận địa khác thì vẫn còn chiến đấu. Máu đặc sệt từ sợi tóc nhỏ xuống, Trần Hợi giơ tay vuốt, mùi máu tanh nồng nặc trong xoang mũi, mảnh đất bên cạnh chồng chất thi thể,
có xác của người nữ chân, cũng có của đồng bạn. Tiểu đoàn trưởng ba Trần Khổ Tuyền ngã tại đó, bụng bị kẻ địch một đao chém rách, nội tạng rơi ra, nhớt lầy. Vô luận chinh chiến trên sa trường bao lâu thì mọi người vẫn không cách nào thích ứng cảm giác nhấp nháp đó. Trần Hợi giơ tay lau mắt, bị máu che mờ mắt, hắn dùng ống tay áo phải sạch hơn chút lau mắt. Hắn ngồi xuống khép mắt cho Trần Khổ Tuyền, đây là một chiến hữu đi theo Trần Hợi lâu nhất. Lúc hắn trở thành tiểu đội trưởng thì Trần Khổ Tuyền đã là một chiến sĩ trong tiểu đội, hiện giờ chiến sĩ của tiểu đội đó, tất cả đều mất ở trước mặt hắn. Âm thanh và hơi thở bên tai dần trở nên chân thực, bóng dáng chạy ngược chạy xuôi, binh sĩ tìm kiếm người bệnh. Có người chạy tới báo cáo, tiểu đoàn trưởng hai hy sinh. Tiểu đoàn trưởng hai tên thường phong, một tên to con mặt sổ. Tiểu đoàn trưởng hy sinh thì đại đội trưởng lên thay, đại đội trưởng chết hết thì để trung đội trưởng thay vào. Trần Hợi bình tĩnh nói câu này, sau đó bước lên ụ đất nhỏ, bị thương thì mau băng bó. Các tiểu đoàn thống kê số người, chó Kim sắp đến nơi rồi. Hãy nhìn chiến hữu bên cạnh các ngươi, họ chết thay chúng ta thì chúng ta phải báo đáp lại như thế nào? Trần Hợi đã kiệt sức, khi hét đến câu cuối thì giọng nói luôn lạnh lùng điềm tĩnh hiếm khi có chút khàn. Chiến trường bị xác chết và vũng máu nhuộm thành màu đỏ, những người còn sống phần lớn cũng phủ đầy chất nhớp màu đỏ đó. Mọi người đã trải qua nhiều rồi mà vẫn khó thích ứng xúc cảm nhớp nháp này. Chẳng qua có một số người sẽ bởi vì thống khổ mà phun ra, có một số người lựa chọn ném quả tạ thống khổ đó vào đầu kẻ gây ra. Thế là trong thân thể của mọi người lại bộc phát ra chút sức mạnh chém giết. Trước trận nữ chân ở phía đông, một đội nghìn người hỗn loạn trong lúc chém giết đã lục tục rút về. Hoàn Nhan Hy Doãn nhìn phía trước, hắn đã thấy rõ toàn bộ trạng huống phía đối diện. Binh lực của Hoa Hạ quân chỉ có khoảng 4 người, đã trải qua 5 ngày chiến đấu kịch liệt, vậy mà họ vẫn từng đợt đánh lui công kích của tinh nhuệ nữ chân phe mình. Ánh sáng mặt trời giữa trưa quá chói mắt, trận công phòng trì trệ này khiến Hoàn Nhan Hy Doãn cảm thấy ghét. Các chiến sĩ dưới trướng của mình ra sức chém giết, nhưng thứ bày ra trước mắt đơn giản là vì phòng tuyến của đối diện quá kiên cường. Hy Doãn trơ mắt nhìn bên ta lấy ưu thế binh lực xông vào trước trận đối phương, sau đó lần lượt lùi lại trong chém giết, thậm chí là hỗn loạn, tan vỡ cục bộ. Thật ra thì đối phương cũng chẳng chiếm nhiều ưu thế về mặt công sự. Chiến đấu trong thành Hán Trung cũng đang tiếp diễn, một phần quân đội Kim Quốc xua người Hán ra ngoài. Hoa Hạ quân dựng chướng ngại vật ở đầu đường, sóng người khó mà đi tiếp. Bộ đội Hoa Hạ quân quy mô nhỏ lướt qua đoàn người xông vào trong thành, dẫn tới nhiều hỗn loạn. Binh sĩ trong thành đa, số là thua tan tác trên chiến trường lui xuống nên ý chí chiến đấu không cao, Hoàn Nhan Hy Doãn trong một chốc cũng không nghĩ ra cách nào khác. Lão nhân cau mày, tuy rằng thoạt trông vẫn bình tĩnh, nhưng đường gân máu trên trán thỉnh thoảng nhô lên vì lo âu. Các bạn đang nghe chuyện Chế Tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1213, Đại Quyết Chiến, 18. Cách 20 dặm về phía Tây, Tông Hàn đang anh dũng chiến đấu chém giết trên chiến trường mang tính quyết định. Ngay khi xác nhận tin này, Hy Doãn vốn có thể làm ra vài lựa chọn, thí dụ như từ bỏ trận địa này, cho đa số bộ đội đi vòng ra khỏi thành Hán Trung, chi viện Tông Hàn. Hoặc là leo lên đội tàu, dọc theo Hán Giang xuôi dòng mà lên, đương nhiên cách này là kém hiệu quả nhất, Hán Giang đang trong mùa nước lên. Qua Hán Trung thì dòng nước càng chảy xiết, đi đường đó e rằng không nhanh bằng đi bộ, lúc cập bờ còn có thể bị Hoa Hạ quân đánh úp. Những thôi diễn này đã không có ý nghĩa gì, bởi vì bộ đội này của hắn không thể đánh gục 4.000 người trong Hán Trung, nhiều chuyện sau đó sẽ trở nên vô nghĩa. Tông Hàn không phải con nít, khi biết đối phương bị tập kích hắn sẽ không cảm thấy đối phương cần cứu viện, đặc biệt là dưới tình huống 3 vạn người bị phe địch tấn công với hơn 1 vạn người. Trên chiến trường còn có rất nhiều tán binh có thể thu về, bộ đội của Tông Hàn cách đối phương xa nhất, không cần sốt ruột chạy qua đó. Tông Hàn sẽ không sai sót nhiều về mặt chiến thuật, bị chúng kế hoặc mai phục chờ đối phương đánh bờm đầu. Hắn cần dùng thế công mãnh liệt hạ gục đội Hoa Hạ quân này rồi mới chi viện chiến trường, đây là phương thức tác chiến chính xác nhất. Nếu như có thể trong vòng một canh giờ đánh gục đối phương là tốt nhất, một canh giờ không được thì nửa ngày. Nhưng qua nửa ngày rồi, sự cứng cỏi của đối phương rốt cuộc làm hắn cảm thấy hơi lo âu. Nếu toàn bộ Hoa Hạ quân đoàn 7 đều có sức chiến đấu như vậy thì chiến trường Đoàn Sơn sẽ là bộ dạng gì? Đồ Lạp, hắn vung cờ lệnh, đến lượt ngươi, Hoa Hạ quân đã là nỏ mạnh hết đà. Đánh xuyên bọn họ, Mãnh An tên Đồ Lạp nghe lệnh, dưới ánh nắng giữa trưa,
tiếng trống trận càng dồn dập. Tông Hàn không phải con nít, hắn sẽ không bị sai sót về mặt chiến thuật. Còn Hy Doãn, hắn bắt buộc phải thắng ở đây để xác định thắng trên mọi mặt trận. Hy Doãn nhìn ánh sáng mặt trời, ước chừng qua một canh giờ nữa là có thể đánh bại bọn họ. Lại một đợt quân trận lao ra, lão nhân vung bảo kiếm lên, cao giọng giống to, giết. Sau đó là tiếng giống của hàng nghìn người nữ chân, giống như sấm sét quét qua toàn bộ chiến trường. Lực lượng hữu sinh liên tục gia nhập mang đến sĩ khí mới cho binh sĩ nữ chân chém giết trên chiến trường. Trần Hợi giơ ngang đao dài nghênh hướng kẻ địch lao tới, một tiểu binh truyền tin bị phái ra ngoài. Nói cho Lâm Lữ đoàn trưởng, trung đoàn của ta đã không có đội dự bị. Hắn không có yêu cầu chi viện, bởi vì đại khái đoán được câu trả lời của đối phương. Ước chừng Lâm Đông Sơn sẽ nói, ta cũng không có, ngươi gắng bảo vệ đi. Nhưng Trần Hợi vẫn phải nói cho Lâm Đông Sơn biết tin này, bởi vì nếu bên mình chết sạch, Lâm Đông Sơn cần có suy tính. Không lâu sau, tiểu binh mang theo trả lời của Lâm Đông Sơn đến, trận địa bên này đã rơi vào sóng chiều chém giết. Ánh nắng chói chang chiếu xuống đất đai, ra từ cổng Tây Hán Trung, trên con đường đi hướng Đoàn Sơn phát sinh các trận ám sát quy mô lớn nhỏ. Hoa Hạ quân không điều động quá nhiều binh sĩ đến nơi này, nhưng từ sáng sớm đã có chiến sĩ của hai đại đội loanh quanh gần cổng Tây Hán Trung, hoặc là chặn giết thám báo nữ chân truyền tin, hoặc đánh úp lính tan tác nữ chân rút lui về phía Hán Trung. Bọn họ thậm chí triển khai hai đợt đánh nghi binh hướng cổng thành, muốn tạo thanh thế cực kỳ rầm rộ, buộc binh sĩ thủ thành đóng chặt cổng, cơ bản không dám ra ngoài. Giờ Tị qua đi, Hoàn Nhan Dữ Xích dẫn dắt hơn 3.000 người lao ra từ cổng Tây, định đi Đoàn Sơn, nhưng bị hai đội ngũ này đánh úp. Hai đội ngũ lấy địa hình dãy núi là căn cứ, ùa ra tấn công bộ đội nữ chân đi qua đường lớn. Thậm chí đẩy ra hai cỗ thiết pháo không biết góp nhặt từ đâu nã pháo vào quân trận của Hoàn Nhan Dữ Xích, khiến hắn buộc phải cử ra kỵ binh xua đuổi. Hai đại đội nhanh chóng ẩn vào trong rừng, bày ra tư thế ngoan cố quyết câu giờ. Trong đội 3.000 người của Hoàn Nhan Dữ Xích có gần 1.000 kỵ binh, dư sức tiêu diệt hai đại đội Hoa Hạ quân này. Vấn đề là hắn biết mục đích của đối phương, đành phải lấy kỵ binh bắn tên lửa đốt cháy rừng cây để bộ binh nhanh chóng đi qua. Cách Hán Trung 6 dặm về phía tây, một chợ nhỏ tên là Thanh Dương Dịch đã bị binh sĩ Hoa Hạ quân một tiểu đoàn chiếm lĩnh. Khoảng buổi trưa, hơn 200 người này phát hiện Hoàn Nhan Dữ Xích giết tới nơi liền dựng công sự triển khai công kích. Hoàn Nhan Dữ Xích cũng bày ra thế công cùng đối phương chém giết nửa canh giờ, nhưng đối diện phòng thủ cực kỳ kiên cường. Cuối cùng hắn quyết định quẹo qua đường khác đi Đoàn Sơn trước, tránh cho bị hơn 200 người giữ chân không thể đến chiến trường. Mới thông qua Thanh Dương Dịch không lâu, ven đường lại có người mò mẫm tới gần. Ba binh sĩ Hoa Hạ quân núp trong lùm cỏ, khi bộ đội nữ chân đi qua thì họ nhảy ra ném ba quả lựu đạn rồi co cẳng chạy. Bọn họ nhảy qua ụ đất bên cạnh, chui vào sông nhỏ gần đó, nghênh ngang rời đi. Rõ ràng đây là sách lược đã lập sẵn dựa theo địa hình, kỵ binh ở gần đó nhanh chóng đuổi theo nhưng vẫn không thể bắn chúng trước khi ba người lặn xuống nước. Hoàn Nhan Dữ Xích luôn đi theo Hoàn Nhan Hy Doãn, chưa từng tham dự đại chiến ở Tây Nam, khi đến Hán Trung mới chính thức đấu với Hoa Hạ quân đoàn 7. Lúc này Hoàn Nhan Dữ Xích có tìm hiểu thông tin của đội Hoa Hạ quân này qua lính tan tác trên chiến trường, nhưng giây phút này, đối với bộ đội dường như có bao nhiêu người cũng dám xông lên cắn mình, Hoàn Nhan Dữ Xích mới rốt cuộc cảm thấy đau đầu. Người giỏi thăm dò tác chiến ở dã ngoại có lẽ sẽ yếu khi đánh trực diện, Hoàn Nhan Dữ Xích ôm ý tưởng như vậy đưa mắt nhìn Đoàn Sơn ở phía tây. Giây phút này, giữa đồi núi và vùng thấp đi thông Hán Trung ở phía đông nam Đoàn Sơn, cuộc chém giết đang sôi sục thành giông tố. Chỉ mới qua giữa trưa, đợt phản kích ngoan cường nhất do Hoàn Nhan Tông Hàn dẫn dắt đã bắt đầu. Dưới bầu trời, trong phạm vi vài dặm đều là đám binh sĩ tán loạn, không ai quan tâm xác chết trên chiến trường. Trận địa bị nã pháo vẫn đang có khói bụi bay lên, khu vực trung tâm thì hình thành chém giết kịch liệt. Hoàn Nhan Tông Hàn cử ra tinh nhuệ trung tâm 8.000 người dưới trướng liên tục nhiều đợt điên cuồng xông về phía bộ đội của Tần Thiệu Khiêm trên đồi núi phía đông bắc. Qua nửa ngày chém giết, quân đội ở vùng ngoài đã tan vỡ một nửa, đội ngũ khác với biên chế mấy nghìn người sau khi thua trận chạy trốn, khi nhắc đến cũng chỉ là con số. Chỉ có 8.000 người ở vùng trong là vẫn giữ ý chí chiến đấu, các tướng lĩnh trung cao tầng dẫn dắt binh sĩ có người là thân vệ đi theo Tông Hàn nhiều năm được cất nhắc lên, có người là họ hàng dây mơ dễ má với Tông Hàn. Theo tiếng kêu gọi của Tông Hàn, những người này hiểu rằng đã đến lúc cần bọn họ hy sinh. Sau buổi trưa, Từ Mãnh An nữ chân là Cha Lạt dẫn dắt đội nghìn người đầu tiên xung phong mãnh liệt vào chiến trường phía đông bắc.
Đây là một vị tướng già, từ lúc A Cốt đả giấy binh thì hắn đã đi theo bên cạnh Tông Hàn, năm nay tròn 55 tuổi, dáng người cao lớn. Chẳng qua ngón út tay phải hơi dị dạng nên thành tích chiến đấu thời trẻ không được nổi bật, cũng có phần là do ban đầu Kim Quốc hội tụ đàn sao tướng soái. Cha Lạt đi theo Tông Hàn nhiều năm, trưởng nữ gả cho Tà Bảo làm phi, mấy năm nay tuy hắn đã lớn tuổi nhưng vẫn dồi dào tinh lực, vô cùng vũ dũng, nghe nói trong nhà nuôi vô số thiếp thất, hàng đêm chơi bời không thấy mệt. Sau khi xác định vị trí của Tần Thiệu Khiêm, tập trung mục tiêu thì Cha Lạt là người đầu tiên bước ra xin lệnh xung phong. Tông Hàn nhìn hắn rồi gật đầu, vị tướng già nữ chân này vung búa to, dẫn hơn nghìn người dưới tay lao về phía Hoa Hạ quân trên đồi núi ở phía trước. Binh lực một tiểu đoàn của Hoa Hạ quân nghênh đón trực diện, đây là hơn 200 người thuộc tiểu đoàn 1 của trung đoàn 2 của lữ đoàn 3 thuộc sư đoàn 1. Tiểu đoàn 1 ngăn cản, tiểu đoàn 2 từ bên cạnh giết tới, Cha Lạt chia binh ứng đối. Trên gò núi hỗn loạn đầu tiên là mũi tên dợp trời, tiếp theo là từng tiếng nổ, hai bên sáp lá cả, rồi liên tục ném lựu đạn, hỏa lôi, trong khoảnh khắc hai đội quân đánh túi bụi, nhiều binh sĩ Hoa Hạ quân xông về phía tướng lĩnh nữ chân vùng búa to. Biên chế rối loạn, dù là tinh nhuệ nữ chân cũng có một ít binh sĩ sau khi mất trói buộc thì bản năng chạy lung tung ra ngoài rìa. Tông Hàn kêu đội kỵ binh của Hoàn Nhan Tát Bát đến, chấp hành quân pháp, kẻ chạy lung tung, giết. Tùy theo đội kỵ binh lao ra, Tông Hàn hạ lệnh Mãnh An Hoàn Nhan Chân Đồ dẫn dắt một đội nghìn người khác tiến lên. Đây là em trai họ nội của Thiết Giã Mã và Tà Bảo, 32 tuổi, giữ tước vị bá tước, chiến đấu vũ dũng. Sau khi nhận lệnh, Hoàn Nhan Chân Đồ liền áp sát phía trước. Tiếng la hét và chém giết ầm ĩ đến mức khiến người cảm thấy phiền muộn, một phần bộ đội nữ chân còn giữ trật tự chỉnh tề. Nhưng bộ đội Hoa Hạ quân từ bốn phương tám hướng giết tới lại lộn xộn khiến người đau đầu. Bọn họ đa phần đã trải qua từ 1 đến 2 trận chém giết, tính từ số người đến thể lực thì đều không bằng bên ta, nhưng vấn đề nằm ở chỗ. Dù chiếm ưu thế về số người nhưng bên ta mà lao vào, sau khi chiến trường hỗn loạn thì đều tản ra, còn Hoa Hạ quân phía đối diện vẫn xông thẳng tới trước. Đội nghìn người thứ hai của Hoàn Nhan Chân Đồ bị binh sĩ hỗn loạn bên ta ngăn cản, chưa đến chi viện được, Cha Lạt dẫn dắt nghìn người đã bị thế công cài răng lược của Hoa Hạ quân nghiền nát. Đám thân vệ tụ tập hướng Cha Lạt, định bảo vệ tướng lĩnh lùi lại phía sau hội hợp với Hoàn Nhan Chân Đồ. Hai quả lựu đạn bị ném qua, khói bụi bao phủ đoàn người, mấy binh sĩ Hoa Hạ quân giết vào trong đoàn người. Chương 1214, Đại Quyết Chiến, 19. Chém giết một mảnh hỗn loạn, qua tầm nhìn của kính viễn vọng, Tông Hàn có thể nhìn thấy bóng dáng vung búa to anh dũng chiến đấu của Cha Lạt. Một binh sĩ của Hoa Hạ quân nhào tới, va vào Cha Lạt ngã xuống đất, Cha Lạt lăn lộn rồi đứng lên rút đao mà chiến. Binh sĩ Hoa Hạ quân kia cũng nhào lên, bên cạnh có thân vệ của Cha Lạt giết tới, buộc binh sĩ kia phải lùi một bước. Hai chiến sĩ Hoa Hạ quân khác cũng giết tới nơi, mọi người lao vào đánh túi bụi, trên người Cha Lạt đã đẫm máu. Không biết ai lại ném ra hỏa lôi, khói bụi bốc lên che lấp bóng dáng chém giết. Trận thứ ba lao ra dọc theo đường cánh, bản trận của Tông Hàn thì đè ép trực diện. Chiến đấu đánh đến giây phút này, cái gọi là binh pháp thao lược, âm mưu quỷ kế đều đã rất khó hiện ra tác dụng, hoặc nên nói, mấy thứ này đều chỉ là kiến thức cơ bản của chỉ huy. Hai bên đều chỉ có thể cầm quân cờ rồi dốc hết sức đưa vào bàn cờ, khi đã vào cục, kéo theo đó chỉ có một con đường là anh dũng chiến đấu. Từng bộ đội đang mở rộng con đường tiến lên. Giờ mùi ba khắc, toàn quân của Tông Hàn đã đưa hết vào cuộc chiến, hai vòng xoáy lớn hợp thành một, kịch liệt cắn nuốt nhau. Trước đó, tuy cũng có mấy người như Hàn Xí Tiên gián ngôn Tông Hàn không thể tự mình dấn thân vào nguy hiểm, nhưng đều bị hắn bác bỏ. Mỗi phút giây đều có mũi tên giao thác bay lượn ở chân trời xa, tiếng nổ ngẫu nhiên vang lên, ngựa chiến hí vang, tiếng người kêu gào, tất cả bùng nổ vang vọng, giống như toàn bộ thiên địa đều đã rơi vào chém giết. Tướng quân đeo đồ bịt mắt đứng trên sườn đồi nhỏ, dùng một con mắt quan sát xung quanh. Người nữ chân mênh mông trùng kích ngay phía trước. Lính tan tác nữ chân tan vỡ trong chém giết kịch liệt giống như một phần bị tách rời từ lốc xoáy to lớn này, rải rác trốn ra vùng ngoài. Từng đội ngũ Hoa Hạ quân quy mô nhỏ đang xuyên qua thôn trang, rừng hoang, định hóa thành từng đường dài đục xuyên đội ngũ trung tâm người nữ chân. Thế công phía nam đặc biệt mãnh liệt, thế cho nên quân đội nữ chân bị xoắn vặn ở khúc giữa, lữ đoàn do Tề Tân Hàn dẫn dắt đã bị đánh tan. Nhưng hắn tụ tập binh lực một trung đoàn ở phía nam, định cắt đôi bản trận nữ chân có mấy nghìn người.
còn bên Tần Thiệu Khiêm thì động tĩnh chém giết cơ hồ đã kéo dài đến trước mắt. Có hơn 4.000 người, bao gồm Tông Hàn ở trong đó đang dốc hết sức áp hướng gò núi này, Tư Tiểu Hổ dẫn dắt một trung đoàn chắn ở phía trước. Đại khái có bộ đội của 6, 7 tiểu đoàn, thậm chí vụn ra thành đại đội đang từ phương hướng khác nhau cùng tấn công chỗ của Hoàn Nhan Tông Hàn. Thế công như vậy kéo chậm tốc độ tiến lên của người nữ chân, có thể nói là con thú khổng lồ này vừa đi vừa bị lóc thịt mổ xương. Vị trí của Tần Thiệu Khiêm cách đường chém giết chưa tới 100 mét, ngẫu nhiên có thần xạ thủ nữ chân cứng rắn đột nhập bắn tên về phía hắn. Đại khái chỉ có binh lực đại đội canh gác 100 người đi theo Tần Thiệu Khiêm. Trên đỉnh núi, sườn núi gần đó đại khái còn vài đại đội, tiểu đoàn còn sống động. Hoàn Nhan Tát Bát dẫn dắt kỵ binh phá vòng vây, vòng ra hậu phương của Tần Thiệu Khiêm, vừa phải ngăn cản Tần Thiệu Khiêm lùi lại vừa để tùy thời phát động tiễn công lên dốc núi bên này. May mà dốc núi này lởm chởm quái thạch, không khó để ứng đối kỵ binh. Đã thông báo Nghê Hoa ở dưới núi theo dõi Hoàn Nhan Tát Bát, trong tay hắn còn binh lực một tiểu đoàn có thể dùng, không đủ người, ta kêu hắn mộ binh tại chỗ. Tham mưu trưởng Trí Văn Quang đi tới, cùng Tần Thiệu Khiêm nhìn chiến trường phía trước, ngươi nói xem khi nào thì Tông Hàn sẽ giết tới đây. Cá cược không? Tần Thiệu Khiêm buông kính viễn vọng xuống, hắn vĩnh viễn không giết tới được. Thế công của Hoa Hạ quân giống như lưỡi dao lóc thịt mổ xương, đục thủng thân thể của quân đội nữ chân. Lâu lắm rồi Tông Hàn không trải qua cảm giác xông vào trận địa xung phong liều chết. Hắn thân ở cao vị đã lâu, bắt đầu từ giữa giai đoạn diệt liêu thì chuyện cần hắn suy xét cơ bản đều là về chiến trận thao lược. Hành quân quy mô lớn, tác chiến vây thành, trên chiến trường thường triển khai thế công ngang nhiên rồi đánh ngã đối phương. Trong mấy chục năm qua, thiên hạ này có nhiều người đánh ngang tay với người nữ chân, nhưng rất ít người có thể chĩa mũi đao tới trước mặt hắn. Lúc trước nếu xuất hiện cục diện như vậy, Tông Hàn thường sẽ lựa chọn di chuyển trước một bước, thậm chí là phá vòng vây. Nhưng tình huống trước mắt lại khác. Hoa Hạ quân tác chiến dũng mãnh, nhưng số lượng ít hơn. Hắn dẫn dắt binh sĩ mặc dù gần đây đánh không đủ đẹp mắt, nhưng vẫn có sức chiến một trận. Nếu di chuyển thì nữ chân sẽ mất đi tất cả cơ hội. Tông Hàn cần phải làm gương cho sĩ tốt. Anh dũng tiến lên thì trong buổi chiều hôm nay có lẽ ông trời còn thương xót che chở người nữ chân. Cờ soái đưa lên tiền tuyến trong tiếng hò reo rầm rộ. Đám tướng sĩ nữ chân đang anh dũng chém giết, đại pháo bị đẩy tới trước, đánh cho bụi đen bay mịt mù. Tông Hàn cầm kiếm tiến lên trong vòng vây đám thân binh bảo vệ, đôi khi có cung tên, nỏ tiễn bay qua, các thân vệ định vây quanh che chở nhưng bị Tông Hàn hung hăng nạt đuổi ra. Không biết từ khi nào, thế công của Hoa Hạ quân đã lan đến trận địa pháo binh, Tông Hàn chia ra 200 người đi lên chi viện, đánh lùi thế công của địa đội Hoa Hạ quân. Nhưng không lâu sau, lại lục tục có tiểu đội ngũ của Hoa Hạ quân từ bên cánh lao vào. Đây là tình thế không thể tránh khỏi sau khi thế cục bên cánh bị đánh tan. Nếu là tiểu đội của người nữ chân thì khó nổi lên dũng khí từ vùng ngoài giết thẳng vào, nhưng đội ngũ của Hoa Hạ quân rất thích trò này. Đôi khi bọn họ lộ mặt đã là cách mấy chục trượng, gặp đội nghìn người bên cạnh Tông Hàn mới bị đánh lùi. Quân trận tham dự tiến công ở đằng trước nhất đã bị nghiền nát, Cha Lạt bị Hoa Hạ quân giết trước. Hoàn Nhan Chân Đồ sau một phen anh dũng chiến đấu bị binh sĩ của Hoa Hạ quân chặt đứt một bàn tay và một chân, mình trúng mấy đao được thân vệ cứu về, thoáng chốc suy yếu. Xung quanh đầy rẫy các tiểu đội của Hoa Hạ quân đánh xuyên qua quân trận hỗn loạn, cuốn đội ngũ bên cạnh Tông Hàn vào từng trận chém giết. Xông lên theo ta, Tông Hàn cầm kiếm tiến lên, cơ sĩ của hắn ủng hộ nhiều binh sĩ nữ chân, khiến bọn họ sau khi tan tác lại tụ tập về một chỗ. Một đội ngũ của Hoa Hạ quân từ bên cánh giết vào, cung nỏ bay qua đám đông đâm vào khôi giáp của một thân binh bên cạnh Tông Hàn phát ra một tiếng đinh. Có người ném ra lựu đạn, sau vụ nổ là khói bụi mù mịt, thân vệ ở mé trước đón đánh. Vài tên thân vệ cưỡi ngựa áp sát, định ngăn cản công kích có lẽ sẽ nhằm vào Tông Hàn. Nhưng Tông Hàn vung roi ngựa xua họ ra xa, đừng ngu vậy. Lỡ chúng ném hỏa lôi thì tất cả các ngươi đều tiêu đời. Bóng người giao thác trong khói bụi ở mé trước, các vị chiến sĩ ngã xuống, máu tươi tùy theo ánh đao bắn lên trời, rơi xuống bên ngoài khói bụi. Tông Hàn nghe thấy có người hét to, Niêm Hãn ở chỗ này, làm thịt hắn, giết Niêm Hãn. Trong khói bụi mù mịt, đi đầu là một chiến sĩ Hoa Hạ quân vóc dáng to khỏe như trâu, hắn nhìn qua Tông Hàn, lao lên trong chém giết. Tông Hàn vung kiếm, đi giết hắn, thưởng 100 lượng vàng. Có kỵ sĩ bên cạnh hắn lao ra, nhưng mé bên chiến trường lại có một đội ngũ Hoa Hạ quân nhỏ xuất hiện trong tầm nhìn, dường như hưởng ứng kêu gọi giết Niêm Hãn, họ xông tới ngăn cản nhóm kỵ sĩ. Này,
hai bên lao vào đánh nhau. Chiến sĩ Hoa Hạ quân thân hình như trâu kia nâng đồng bạn bị thương trong hỗn loạn, cầm đao đi hướng bên này. Có người bắn tên, hắn giơ khiên đỡ, thân thể đẫm máu. Tông Hàn nhìn bên cạnh mình, lại ngắm dốc núi gần đó, bốn phía đều có đánh nhau, hắn giơ trường kiếm, nghe hiệu lệnh của ta. Hắn hét to, làm thịt chúng. Trận hình đẩy tới trước, binh sĩ ở hậu phương đốt hỏa lôi ném qua bên kia. Khu vực đó chỉ có hơn 10 chiến sĩ Hoa Hạ quân, bọn họ nhảy ra bốn phía, cuống cuồng né tránh, có người lăn vào hố bùn, có người núp sau tảng đá, có người bị nổ văng lên. Trong khói đặc cuồn cuộn, binh sĩ ở hàng đầu xông lên, Tông Hàn thấy chiến sĩ Hoa Hạ quân kia nhào ra từ khói bụi phía sau tảng đá rồi một đao chém vào ngực thân vệ của mình. Máu phun ra, xác chết của thân vệ bay ngược ra 2-3 trượng. Sau đó chiến sĩ bị hai binh sĩ nữ chân tấn công né trái ngã phải, lảo đảo lùi lại. Có một người bệnh Hoa Hạ quân đến hỗ trợ, chiến sĩ kia một nhát chém vào cổ chiến sĩ nữ chân kia. Hay, Tông Hàn dục ngựa vọt tới. Nhiệt huyết cuồn cuộn trong ngực hắn, dục ngựa chạy như sấm sét, chớp mắt đã xông đến trước mặt chiến sĩ Hoa Hạ quân kia, giơ kiếm chém xuống. Chiến sĩ Hoa Hạ quân đó nhào ra, người và trường đao chém vào chân ngựa chiến của Tông Hàn. Máu phun ra, chiến sĩ Hoa Hạ quân bị ngựa chiến kéo lê đi, thân thể lăn lộn, Tông Hàn và ngựa ngã xuống. Bởi vì khoảng cách chạy nhanh không dài, tốc độ của ngựa chiến chưa đến mức nhanh nhất, tuy chân trước bị trúng đao nhưng chỉ lảo đảo ngã xuống. Tông Hàn nhảy ra khỏi ngựa chiến, hắn ném trường kiếm đi. Thân binh ở xung quanh hét to, đại soái. Tông Hàn cởi áo choàng ra rồi vứt bỏ, tiện tay nhặt một cây đao dưới đất, xông lên trước. Tông Hàn thời trẻ giỏi dùng đao, mấy năm nay cơ bản chỉ ra lệnh, bởi vậy đổi một thanh trường kiếm uy nghiêm, nhưng không tiện sử dụng trong tình huống hiện tại. Các bạn đang nghe chuyện Chế Tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1215, Đại Quyết Chiến, 20. Tướng lĩnh nữ chân có thể đánh ra tiếng tăm ở thời kỳ đầu Kim Quốc đều là dũng sĩ trên chiến trận. Hoàn Nhan Lâu Thất dù đến lúc tuổi già vẫn thích biểu diễn tiết mục 3 năm tinh nhuệ mặc giáp đoạt thành. Hoàn Nhan Hy Doãn thì tuy phần lớn lo việc văn, nhưng bàn về tỷ võ đấu đơn, nhóm mấy người nổi tiếng dữ dằn như Hoàn Nhan Tông Bật đều sẽ bị hắn hạ gục dễ như chơi. Tông Hàn cũng giống như vậy, mấy chục năm lên kế hoạch điều khiển quân trận, nhưng chưa từng lơ là rèn luyện võ nghệ, lúc này cầm đao dài, hắn vẫn là chiến sĩ và sợ săn xuất sắc nhất trong tộc nữ chân. Vóc dáng Tông Hàn cao lớn, quanh năm cầm quyền to tích lũy uy nghiêm và khí thế vượt xa người bình thường. Giờ đây tay hắn cầm đao, sắc khí lẫm liệt đủ khiếp hồn người, chiến sĩ Hoa Hạ quân thân hình vạm vỡ bò dậy, trên mặt, trên trán đều bị cọ sát, chảy máu, xung quanh là thân vệ nữ chân chạy đến, Hoàn Nhan Tông Hàn cầm đao vọt tới trước mặt. Trong mắt chiến sĩ Hoa Hạ quân lóe tia cuồng nhiệt, nhe hàm răng ra, trông giống nụ cười điên cuồng đẫm máu. Chiến sĩ Hoa Hạ quân dẫm chân nghênh hướng Tông Hàn. Vị tướng già nữ chân danh chấn thiên hạ, giết người vô số này vung đao chém, giống như đồ tể chém về phía con mồi. Chiến sĩ Hoa Hạ quân thấp hơn hắn nửa cái đầu thì vung đao chém từ dưới lên, dốc hết sức tiến lên nghênh đón. Ánh đao phóng lên cao. Đèn. Hai thanh cương đao va chạm mạnh trên không trung, một nhát đao dồn hết sức của Tông Hàn bị cứng rắn đánh bật, người lùi nửa bước. Chiến sĩ Hoa Hạ quân kia thì tiến lên nửa bước, đao vung lên cao, đôi mắt nóng cháy há mồm phun ra bọn máu, quát vào mặt Tông Hàn. Giết! Giết người phải hân hoan! Thời gian trôi qua hơn 10 năm. Đại đội trưởng Ngưu Thành Thư của đại đội 1 của tiểu đoàn 2 của trung đoàn 2 của lữ đoàn 2 của sư đoàn 1 thuộc Hoa Hạ quân đoàn 7 lại lần nữa chĩa mũi đao tới trước mặt Hoàn Nhan Tông Hàn. Một bên là binh sĩ Hoa Hạ quân thoạt nhìn nhỏ bé như hạt bụi. Một bên là anh hào nữ chân mang đến bóng ma mấy chục năm cho thiên hạ này, lưỡi đao chém vào nhau, đốm lửa bắn tung tóe trong không khí. Trong khoảnh khắc, Hoàn Nhan Tông Hàn không ngừng lui về phía sau, ngã vào đoàn người. Binh sĩ nữ chân từ bên cạnh bao trùm lên. Buổi chiều, gió thổi lá rụng trong núi tạo ra âm thanh nức nở như bài hát đêm muộn. Dù qua nhiều năm sau Hoàn Nhan Dữ Xích vẫn nhớ rõ tiếng gió thổi ngoài thành Hán Trung vào buổi chiều hôm ấy. Hoàn Nhan Dữ Xích đi theo Hoàn Nhan Hy Doãn nhiều năm, hắn lớn lên trong sự thịnh vượng của người nữ chân, chứng kiến và tham dự vô số lần thắng lợi hò reo. Giữa giai đoạn Kim Quốc nổi lên, dù ngẫu nhiên gặp cảnh khó khăn, vấp ngã trên chiến trường, Hoàn Nhan Dữ Xích vẫn nhìn thấy kiêu ngạo và bất khuất tiềm ẩn trong quân đội Kim.
những quân đội đi theo A Cốt Đà giết ra Xuất Hà Điếm đã khắc ngạo khí sâu trong đáy lòng. Nữ chân chưa mãn vạn không thể địch. Cũng vì vậy, chiều hôm nay, Hoàn Nhan Dữ Xích lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng chưa từng thấy bao giờ. Càng đến gần chiến trường Đoàn Sơn, binh sĩ Kim Quốc tán loạn trong tầm nhìn càng nhiều, người Liêu Đông, người Khiết Đan, người Hề, thậm chí người nữ chân từng cụm tản ra như thủy triều rút xuống. Bộ đội không còn trưởng quan tùy ý tập kết, các thương binh dắt díu nhau đi hướng Hán Trung. Có tán binh mất chế độ quân sự đi lạc, cầm binh khí lang thang, trông thấy bất cứ người nào đều giống như chim sợ cành cong. Hoàn Nhan Dữ Xích định thu lấy bọn họ, nhưng bởi vì thời gian gấp gáp, hắn không thể bỏ ra quá nhiều thời gian cho việc này. Một số binh sĩ gộp vào đội ngũ của Hoàn Nhan Dữ Xích tiếp tục đi về phía Đoàn Sơn. Hoàn Nhan Dữ Xích hỏi thăm tình huống chiến trường Đoàn Sơn, hỏi những chiến sĩ này lệ thuộc bộ đội nào, đã trải qua điều gì. Đầu tiên là bộ đội sức chiến đấu, vùng ngoài hơi yếu, nhưng không lâu sau xuất hiện thành viên của các bộ đội. Đến khi thành viên trung tâm của Đồ Sơn Vệ kể cho Hoàn Nhan Dữ Xích nghe trạng huống trên chiến trường, hắn mới chú ý chiến sĩ Đồ Sơn Vệ vóc dáng cao to trước mặt mình vừa kể vừa hoảng loạn. Những người Hắc Kỳ quân đó, bọn chúng không muốn sống nữa, nếu gặp trên chiến trường hãy nhớ là không thể xông trận trực diện. Bọn họ phối hợp rất tốt, hơn nữa, dù có 3, 5 người cũng sẽ liều mạng xông tới. Bọn họ chuyên chọn giết người cầm đầu, Bồ Liễn tức là đội chính của đội ta là Thát Lai Tả Bột bị 3 thành viên Hắc Kỳ vây công đến chết. Hoàn Nhan Dữ Xích hỏi lại, Tả Bột, Đồ Sơn Vệ đều là tinh nhuệ trong quân, quan quân lấy người nữ chân chiếm đa số, Hoàn Nhan Dữ Xích biết mặt khá nhiều. Bồ Liễn tên là Thát Lai Tả Bột kia chém giết trên chiến trường rất dũng mãnh, hơn nữa tính tình hào sảng, hắn có ấn tượng sâu về người này. Đúng, binh sĩ kia gật đầu, lại kể tiếp ấn tượng về Hoa Hạ quân trên chiến trường. Bấy nhiêu năm qua, thành tích chiến đấu của Đồ Sơn Vệ huy hoàng, binh sĩ trong đó đa phần là tinh nhuệ. Binh sĩ này sau khi đánh thua chạy đi, có thể tổng kết ra ấn tượng thì đã đủ tư cách làm quan quân trong bộ đội bình thường. Nhưng trong nội dung tự thuật của hắn, mặc dù hắn muốn cố gắng bình tĩnh đè xuống, chung quy vẫn lộ rõ sự chán nản. Kết hợp một phần lính tan tác Đồ Sơn Vệ sau này bị thu gom về kể lại, đường nét một hiện thực tàn khốc nhanh chóng thành hình trong đầu Hoàn Nhan Dữ Xích, khoảnh khắc phác thảo rõ ràng, hắn cực kỳ không muốn tin. Đại soái Tông Hàn dẫn dắt tinh nhuệ Đồ Sơn Vệ bị bộ đội Hoa Hạ quân cứng rắn đánh ngã trên chiến trường trực diện. Gần 10 vạn người ở Hán Trung do đại soái dẫn dắt trải qua nhiều trận chém giết quy mô nhỏ và thắng thua trong 5 ngày qua. Mặc dù thua nhiều trận, nhưng bởi vì chưa triển khai chiến đấu quy mô lớn, đa số chiến sĩ Kim Quốc thuộc trung tâm nhất và tinh nhuệ nhất vẫn ôm lòng mong chờ, đợi xuất hiện một trận hội chiến quy mô lớn. Hy Doãn dẫn binh tiếp viện Hán Trung, mở ra trạng thái quyết chiến, phấn chấn lòng quân khiến các chiến sĩ Đồ Sơn Vệ bên này có thể lại triển khai một đợt thế công với Hoa Hạ quân. Nhưng chỉ trong buổi sáng, đại chiến phát sinh ở Đoàn Sơn rốt cuộc trực tiếp đập nát ảo tưởng của đám dũng sĩ nữ chân. So sánh thắng thua trên chiến trường là mãnh liệt và rõ ràng như vậy đấy, nên những dũng sĩ nữ chân này trực tiếp cảm thụ được lực lượng nghiền nát. Song trận quy mô lớn không cách nào hình thành lực lượng, kết trận thành bia, phải chia rải rác như hạt cát tiến lên chém giết. Nhưng phối hợp trong tác chiến quy mô nhỏ thì Hoa Hạ quân mạnh hơn bên ta, triển khai tác chiến chém đầu với nhau, đối phương cơ bản không chịu ảnh hưởng. Các loại chiến thuật cũ đều vô dụng, trên khắp chiến trường giống như lưu manh đánh lộn, Hoa Hạ quân ép buộc bộ đội nữ chân bó tay. Lúc xưa khi chỉ mới lộ manh, mối ác mộng, có thể ôm lòng may mắn cầu nguyện, nhưng chiến trường Đoàn Sơn hôm nay đã đóng dấu khẳng định. Đồ Sơn Vệ cố gắng giãy giụa, một phần dũng sĩ nữ chân lặp đi lặp lại xung phong vào Hoa Hạ quân, nhưng sau khi tướng lĩnh cấp trên chết thì bọn họ xung phong kiểu đó chỉ là đánh trả phí công. Binh lực Hoa Hạ quân thoạt nhìn tán loạn, nhưng trong phạm vi nhất định luôn có thể hình thành các biên chế lớn nhỏ phối hợp với nhau, bộ đội nữ chân lạc vào đó sẽ bị vô tình nghiền nát. Nếu để lại ngày sau nhớ tới, Hoàn Nhan Dữ Xích lúc ấy còn chưa thể hoàn toàn tiêu hóa tất cả điều này, hắn dẫn dắt bộ đội đã đi vào vùng trong đại chiến Đoàn Sơn. Lúc này dưới trướng của hắn là 3.000 người tập kết từ Hán Trung, trong đó có hơn một nửa là lính tan tác đã trải qua chiến đấu gần Hán Trung mấy ngày hôm trước hoặc gộp vào. Trong quá trình dọc đường thu nhập lính tan tác, thật ra lòng quân của đám binh sĩ này đã rời rạc rồi. Thời gian không cho Hoàn Nhan Dữ Xích suy nghĩ quá nhiều, khoảnh khắc hắn đến chiến trường, chiến đấu trên đồi núi phương xa đã tiến hành đến giai đoạn gay cấn. Đại soái Tông Hàn đang dẫn dắt bộ đội xông hướng Hoàn Nhan Dữ Xích, kỵ binh của Tát Bát bọc đánh đường lui của Tần Thiệu Khiêm.
Hoàn Nhan Diễu Xích không phải người bình thường, hắn lập tức sắp xếp đội quân Pháp, sau đó lệnh cho bộ đội khác xung phong vào chiến trường, kỵ binh đi theo ở mé bên, sẵn sàng hành động. Trực tiếp đón đánh 3.000 người này là binh lực một tiểu đoàn của Hoa Hạ quân tại gần đó. Bọn họ ở trên đỉnh núi nhanh chóng tổ chức khởi phòng ngự, ba cỗ đại pháo phong tỏa đường đến, Hoàn Nhan Diễu Xích mệnh lệnh bộ đội xông tới, san bằng đỉnh núi này. Hai bên còn chưa hoàn toàn đi vào giao chiến, trong tầm nhìn phương xa đã bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Chương 1216, Đại Quyết Chiến, 21. Thiên Hội năm thứ 15, buổi chiều ngày 24 tháng 4, giờ Thân một khắc. Tông Hàn trên chiến trường Đoàn Sơn bắt đầu hạ lệnh phá vòng vây. Trước khi đó, hắn đã đưa toàn bộ đội vào đối kháng với Tần Thiệu Khiêm. Trong khoảnh khắc chiến đấu kịch liệt nhất, bản thân hắn, thân vệ bên cạnh hắn cũng dấn thân vào đấu tay đôi với chiến sĩ Hoa Hạ quân. Bộ đội của Tông Hàn không ngừng áp sát, nhưng mỗi một bước đi tới thì con thú khổng lồ này chảy ra càng nhiều máu tươi. Chém giết ở trung tâm chiến trường giống như vị quân thần nữ chân này đang thiêu cháy linh hồn của mình, ít nhất vào khoảnh khắc đó. Mọi người đều cho rằng hắn sẽ chiến đấu đến phút cuối trong trận đánh được ăn cả ngã về không này, hắn sẽ chảy khô giọt máu cuối cùng, hoặc là giết Tần Thiệu Khiêm, hoặc bị Tần Thiệu Khiêm giết chết. Nhưng cuối cùng thì Tông Hàn lựa chọn phá vòng vây. Khoảnh khắc Hoàn Nhan Diễu Xích chứng kiến sự hỗn loạn to lớn này bắt đầu, có lẽ cũng là giây phút toàn bộ Kim Quốc bắt đầu sụp đổ. Trên chiến trường, lửa vẫn đang đốt cháy, Hoàn Nhan Tát Bát ra hiệu lệnh xung phong, kỵ binh dưới trướng bắt đầu dừng bước quay đầu, va chạm với trận địa của Hoa Hạ quân. Va chạm mạnh này là vì cho Tông Hàn khoảng trống rút lui. Không lâu sau, vài bộ đội thoạt trông còn có sức chiến đấu bắt đầu tan rã trong chém giết. Hoàn Nhan Diễu Xích vung cánh tay, hắn mang theo trên 1.000 kỵ binh vượt qua phong tỏa, cố gắng mở ra một con đường cho Hoàn Nhan Tông Hàn. Không lâu sau, các loại âm thanh gầm rú vang lên trên chiến trường. Hoa Hạ quân hô to, cho Kim thua, Niêm Hãn muốn trốn, giết Niêm Hãn. Trong tiếng kèn xung phong, pháo hoa truyền lệnh màu đỏ thẫm bắn lên từ chiến trường, đó là tín hiệu tượng trưng cho thắng lợi và truy sát, ở trên bầu trời không ngừng chỉ hướng nơi Hoàn Nhan Tông Hàn đi. Pháo hoa đỏ bắn lên giống như vệt máu dài rực lửa. Thanh Dương Dịch cách Đoàn Sơn vài dặm, binh sĩ từng đánh với Hoàn Nhan Diễu Xích nhìn thấy pháo hoa đỏ ở phương xa thì bắt đầu tập kết, trong tầm nhìn là pháo hoa bắn lên trời lục tục bay tới. Qua thêm hai dặm, bên bờ một con sông nhỏ, ba binh sĩ Hoa Hạ quân mặc quần áo ướt đang đi chợt thấy hiệu lệnh màu đỏ ở phía trời xa thì sửng sốt, nói chuyện với nhau. Bọn họ hưng phấn nhảy cẫng lên ở ven sông, hai binh sĩ nhảy vào sông trước, sót lại một binh sĩ hơi lúng túng tìm một khúc gỗ, ôm gỗ xuống nước khó khăn bơi về phía bên kia bờ. Dưới bầu trời có từng đội ngũ tụ tập về phía bên này. Cách chiến trường Đoàn Sơn mấy dặm, Hoàn Nhan Thiết Giã Mã dẫn dắt bộ đội mấy nghìn người đi trong mưa gió nhanh chóng lao về phía bên này. Khi hắn nhìn thấy sắc đỏ máu trên bầu trời thì dẫn thân vệ dưới trướng chạy thục mạng. Từ kỵ binh mở đường, bộ đội nữ chân phá vòng vây giống như một cơn bão lao ra chiến trường Đoàn Sơn, công kích của Hoa Hạ quân hùng dũng ùa lên. Từng bộ đội Kim Quốc đang dần tan rã, Hoa Hạ quân dù sao ít binh lực, trong một chốc khó mà chặn đứng trung tâm lính tan tác. Tần Thiệu Khiêm cưỡi ngựa chiến xông lên dốc núi, nhìn tung hóm nhỏ bộ đội Hoa Hạ quân từ bốn phương tám hướng vọt tới, nhào về phía Hoàn Nhan Tông Hàn phá vòng vây, nét mặt hơi phức tạp. Nếu có cơ hội, ta thật sự muốn hỏi Tông Hàn trong lòng nghĩ như thế nào. Xem mức độ tiến công và đưa binh lực vào trong giai đoạn đầu thì Hoàn Nhan Tông Hàn có quyết tâm không tiếc tất cả muốn giết chết Tần Thiệu Khiêm. Tiến thêm một bước thì chiến trường sẽ cháy tới điểm cuối trong cuộc đối kháng kịch liệt nhất. Nhưng Tông Hàn mới xông vào đội ngũ tiến công bất chợt giống như hoàn toàn ngộ ra, lựa chọn phá vòng vây. Dân cờ bạc đã ở trên chiếu bạc thì thường sẽ không chọn dừng tay vào phút này bởi vì quá muộn. Mà làm tướng lĩnh trên chiến trường, Tông Hàn đã dốc hết mọi thứ rồi đột nhiên buông bỏ thì hơi sớm, cũng khá lúng túng. Bình tĩnh mà xem xét, dây pi thu đó dù là Tần Thiệu Khiêm cũng tin rằng mục đích của Tông Hàn là không chết không ngừng, cũng bởi vậy khá bất ngờ khi Tông Hàn đột nhiên phá vòng vây. Nhưng chỉ vẻn vẹn là ngoài ý muốn, hàng nghìn, hàng vạn Hoa Hạ quân đang tụ tập về phía bên này theo mệnh lệnh của pháo hoa, triển khai từng đợt chặn giết quân đội Kim Quốc. Trên chiến trường, có tướng lĩnh nữ chân không nỡ nhìn thấy cảnh tượng thua trận này nên dẫn dắt bộ đội tấn công bỏ mạng về phía chỗ Tần Thiệu Khiêm. Một số binh sĩ thu được ngựa chiến, bắt đầu tập kết theo mệnh lệnh, xuyên qua đồi núi, đồng bằng vòng qua phương hướng của Hán Trung. Chặn đứng Niêm Hãn, bắt lấy hắn, giết hắn.
Tần Thiệu Khiêm vừa phát ra mệnh lệnh vừa tiến lên trước. Dưới ánh nắng buổi chiều, trên cánh đồng hoang chỉ có gió nhẹ, tiếng nổ vang lên, bên tai có tiếng rít gào. Trong mấy chục năm quá khứ, người mạnh nhất của nữ chân đang dẫn lính chạy trốn. Thời đại này đang nói chuyện với hắn, hắn nhớ buổi hoàng hôn nhiều năm trước, hắn dẫn đội xuất chinh, đã chuẩn bị tinh thần chết trên chiến trường, ra ngựa bọc thây. Hắn và Lập Hằng ngồi dưới ánh chiều tà, đó là mặt trời lặn của vũ triều, phụ thân của hắn làm hữu tướng, huynh trưởng lên chức thái thú, mọi thứ ở Biện Lương đều phồn hoa lộng lẫy. Hắn nguyện ý trả giá mạng sống vì tất cả điều này. Hắn nhớ lời nói lúc ấy của Ninh Nghị, món nợ của vũ triều. Hắn hỏi, mạng của bao nhiêu người mới lấp hết được? Phồn hoa và đông đúc bị mưa gió thổi đi, xa hoa lộng lẫy sụp đổ thành phế tích, huynh trưởng đã chết, phụ thân đã chết, hắn giết hoàng đế, hắn mất một con mắt. Bọn họ vượt qua khó khăn ở Tiểu Thương Hà, chém giết ở Tây Bắc, vô số người bi thương kêu gào. Thê tử của huynh trưởng lưu lạc ở Kim Quốc gặp hành hạ hơn 10 năm, đứa con nhỏ xíu trong mười mấy năm đó thậm chí bị người chặt đầu ngón tay như súc sinh. Mạng của bao nhiêu người mới lấp hết được? Chó Kim thua. Giết Niêm Hãn. Hắn dẫn dắt quân đội nhào lên. Pháo hoa như máu bắn lên, tin Niêm Hãn thua trận bỏ trốn khiến nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn, hoảng sợ. Đối với đa số quân nhân của Hoa Hạ quân thì đây không phải là kết quả trong dự đoán. Mấy ngày này chém giết đều rất kịch liệt, đánh kiểu đoàn chiến chưa chắc là quyết chiến như mong đợi. Nếu Tông Hàn lựa chọn phá vòng vây, chuyển hướng thì Hoa Hạ quân cũng chuẩn bị tinh thần đánh đến Hán Trung, sau đó đặt thành Hán Trung làm địa điểm chiến trường mới. Mọi người mong muốn thắng lợi, nhưng đồng thời, nếu thắng lợi không dễ đến thì Hoa Hạ quân đoàn 7 chuẩn bị tinh thần cắn chặt Tông Hàn không nhả, ta chưa chết hết thì ngươi đừng mơ trở lại. Trong chiến đấu trước mắt, cần có tâm lý chuẩn bị cho thảm liệt đến tột độ. Tuy Hoa Hạ quân đoàn 7 mang theo thù hận trải qua mấy năm huấn luyện, nhưng người nữ chân trước kia dù sao hiếm khi đánh thua. Nếu chiến đấu với tâm trạng lạc quan, không dám đập nồi dìm thuyền ở trên chiến trường như vậy thì rất có thể bên thua sẽ là quân đoàn 7. Cũng vì vậy mà theo pháo hoa bay lên, thám báo truyền tin lao thẳng đến Hán Trung, truyền mệnh lệnh Niêm Hãn chạy trốn. Các đội dốc hết sức chặn giết dọc đường, mọi người đều có cảm giác cực kỳ giật mình và vui sướng như ảo mộng. Lưu Mộc, Hiệp thậm chí bởi vậy mà hơi mất tập trung, giây phút này, trong đầu của hắn cũng vụt qua rất nhiều thứ, sau đó bọn họ xông hướng tuyến đường phòng ngự dự định theo sự dẫn dắt của tiểu đội trưởng. Thám báo vẫn chém giết liên tục ở dãy núi, cánh đồng hoang. Niêm Hãn dẫn dắt bộ đội lính tan tác một đường tiến lên, một phần binh sĩ đã sớm tan rã cũng tụ tập lại. Bộ đội này giống như gió bão vụt qua cánh đồng hoang, đôi khi sẽ dừng lại giây lát, có khi đi đường vòng. CACBO đội Hoa Hạ quân tụ tập ở gần đó rồi xông lên giết, đội ngựa chạy nhanh kiểm chân. Khi tia nắng chiếu đến trước mắt thì vẫn là buổi chiều, trên vùng quê Hán Trung, Tông Hàn biết rằng giáng chiều sắp đến. Hắn chỉ huy quân đội một đường chạy trốn, chạy hướng nắng tắt. Đôi khi hắn hơi thẫn thờ, chém giết kịch liệt ngay trước mắt, vị tướng già nữ chân này dường như trong tích tắc đã tóc trắng xóa, trên tay không cầm đao. Lúc trước ở gần đồi núi, trước trận của Tần Thiệu Khiêm là lần đầu Tông Hàn cầm đao ra trận trong mười mấy năm nay. Hơi thở thiếu mất từ lâu lại dâng lên trong lòng hắn, ký ức nhiều năm trước trở nên rõ ràng trong đầu. Tông Hàn biết anh dũng chiến đấu như thế nào, chém giết như thế nào, trả giá mạng sống này như thế nào. Nhiều năm trước khi đối diện người Liêu thì hắn vô số lần đánh bạc tính mệnh, đè bẹp kẻ địch dưới răng nhọn của mình. Ngày này, hắn lần thứ hai ra trận, muốn đánh bạc mạng sống hệt như 40 năm trước, giết ra một con đường trong mảnh đất trời dường như không có đường đi này. Tông Hàn lần lượt đấu tay đôi với hai chiến sĩ của Hoa Hạ quân. 40 năm qua, trong khoảnh khắc chém giết đó, Tông Hàn chung quy đã hiểu Hoa Hạ quân trước mặt rốt cuộc là bộ đội có chất lượng như thế nào. Khoảnh khắc lưỡi đao va chạm thì sự lý giải đó trở nên chân thực. Tông Hàn là thợ săn nhạy bé nhất nữ chân. Giây phút này, hắn đã nhìn rõ đường nét con thú khổng lồ phía đối diện gió tuyết. Hắn buông bỏ xung phong, quay đầu rời đi. Ít nhất vào giây phút này, hắn đã hiểu hậu quả của xung phong là gì, không phải hiện tại. Các bạn đang nghe chuyện Chế Tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1217, Đại Quyết Chiến, 22. Thốc nổ của Hoa Hạ quân không ngừng mạnh hơn, chiến đấu trong tương lai sẽ khác với nghìn năm quá khứ. Lời nói của Ninh Nghị rất có lý, nhất định phải báo cho toàn bộ Đại Tạo Viện, không chỉ có Đại Tạo Viện.
Nếu muốn cho binh sĩ dưới trướng của chúng ta đều có thể không rối loạn khi mất trận hình, làm chuẩn bị trước khi đánh. Nhưng quan trọng nhất là hết sức thúc đẩy tạo giấy, cho binh sĩ biết chữ, không đúng, không chỉ đơn giản như vậy. Ngứa Chiến đi tới trước, Tông Hàn nói câu trên với đám người Hàn Xí Tiên đi bên cạnh, nghe hơi giống lời ủy thác mang điểm xấu. Có người định ngắt lời Tông Hàn nhưng bị hắn lớn tiếng nạt lại, nghe rõ những lời này cho ta. Nhớ kỹ, Hoa Hạ quân không chết không ngừng, nếu như ngươi và ta không thể trở về, Đại Kim ta vẫn có người hiểu được những đạo lý này. Thiên hạ này đã thay đổi, tương lai và quá khứ sẽ trái ngược hoàn toàn. Nếu không học được cách của Ninh Nghị thì Đại Kim ta khó giữ, tiếc rằng ta và Cốc Thần đã già. Tông Hàn đang nói thì có người tiến đến báo cáo Hoa Hạ quân đến gần, theo sau lại có người truyền đến tin tức, Thiết Giã Mã dẫn dắt thân vệ từ phía đông bắc lại đây cứu viện. Tông Hàn quát, lệnh cho hắn lập tức chuyển hướng chi viện Hán Trung, bổn vương không cần cứu viện. Không lâu sau, từng đội từ bên cạnh giết tới, Thiết Giã Mã cũng nhanh chóng tới, chọc xéo vào con đường chạy trốn hỗn loạn. Ai dám bị thương phụ soái của ta? Thiết Giã Mã dẫn đội chém giết cực kỳ anh dũng. Tông Hàn truyền tin, kêu hắn xéo ngay. Hoàng hôn lan tràn trên bầu trời, mấy nghìn người nữ chân chạy trốn trong cuộc chém giết, Hoa Hạ quân rượt theo. Truy binh rải rác xông đến, đổ ập lực lượng cuối cùng hòng cắn xé con thú khổng lồ kéo dài hơi tàn này. Lưu Mộc Hiệp theo đại đội xông lên trước chém giết, tiểu đội trưởng toàn thân đẫm máu ở phía trước hô to, giết Niêm Hãn, cắn chặt hắn. Bọn họ liên tục cắn xé cờ soái ở phương xa, bốn phía là kết cục chiến đấu hỗn loạn, có nhóm nhỏ kỵ binh xông đến, bọn lính lục tìm lựu đạn trên người, đa số đã dùng hết. Thế là có người lấy hai viên hỏa lôi từ xác của binh sĩ nữ chân, khi ngựa chiến lao đến thì họ ném ra ngoài, có kỵ binh lăn xuống ngựa, xung quanh là hỗn loạn chém giết. Tiểu đội trưởng vừa đánh vừa hét to, giết lùi bọn chúng, bắt Niêm Hãn. Giữa hắn và người nữ chân là mối thù hận tan nhà nát cửa, thấy cờ soái của nữ chân lúc gần lúc xa thì máu nóng dồn lên não. Không thể trách được, từ lúc nữ chân xuôi nam tới nay, bao nhiêu người đã tan nhà nát cửa, cơ hội cầm đao thương cách Niêm Hãn gần như vậy lại có vài lần trong đời người. Ta làm thịt các người, người Hán chó chết. Xung quanh cuồn cuộn khói bụi, trong đám kẻ địch phía đối diện này cũng có tướng lĩnh nữ chân, thân binh xung quanh tướng lĩnh có võ nghệ cao cường. Lưu Mộc Hiệp một tay cầm đao một tay cầm thuẫn giết được một người trong tiếng la giết của phía đối diện, sau đó phối hợp chiến hữu bên cạnh áp sát tới trước. Hắn là lão binh trong quân đoàn 7, không làm quan quân chẳng qua là vì không quá thích chỉ huy người ta, nhưng kỹ xảo phối hợp trên chiến trường thì thuộc hàng hiếm hoi trong toàn bộ tiểu đoàn, trung đoàn. Lưu Mộc Hiệp vừa đánh vừa giữ thể lực, bảo hộ chiến hữu. Hai chiến hữu bị Lưu Mộc Hiệp kéo theo xông lên trước trong tiếng gầm giống, lá chắn nhỏ tổ hợp từ ba chiếc khiên đụng bay một tên binh sĩ nữ chân. Bên kia truyền đến tiếng hét của tiểu đội trưởng, giết Niêm Hãn, xông. Âm thanh kia nghe như không đúng lắm, Lưu Mộc Hiệp quay đầu lại thì thấy tiểu đội trưởng đang bị tướng lĩnh nữ chân mặc áo giáp đâm thủng bụng, đao dài xoáy một vòng rồi rút ra. Cho hắn đi chết đi. Hãy kêu phụ vương của ta đi mau, không cần quản ta. Phụ vương gánh trên vai hy vọng của nữ chân, ta có thể chết, nhưng phụ vương phải sống. Máu bắn lên khôi giáp của Hoàn Nhan Thiết Giã Mã, hắn vừa vung cương đao vừa ra lệnh cho thân vệ ở bên cạnh. Thoáng thấy bên cạnh có binh sĩ Hoa Hạ quân nhào lên thì hắn dốc hết sức tiến lên nghênh đón. Bên kia chiến trường, Tông Hàn nhìn Thiết Giã Mã dấn thân vào trong, hắn cũng ra lệnh rồi mang theo binh sĩ định lao qua bên này hội hợp với bộ đội của Thiết Giã Mã. Đi nói cho hắn, kêu hắn di chuyển đi. Đây là mệnh lệnh, nếu hắn không đi thì không phải nhi tử của ta. Lưu Mộc Hiệp và binh sĩ Hoa Hạ quân ở bên cạnh lao về phía Hoàn Nhan Thiết Giã Mã, mấy thân vệ nữ chân ở bốn phía cũng nhào lên. Lưu Mộc Hiệp giết một thân vệ nữ chân, dùng thuẫn đụng Thiết Giã Mã, hắn lùi hai bước múa đao chém nhanh, Lưu Mộc Hiệp buông thuẫn ra. Hụt người xuống chém đao vào nhượng chân của Thiết Giã Mã, hắn lảo đảo một bước, chẻ một thành viên Hoa Hạ quân lao tới rồi mới quay đầu lại. Lưu Mộc Hiệp vung lên đại đao, từ không trung chém mạnh xuống, vang một tiếng keng to, đốm lửa bắn ra bốn phía, đao kia chém vào mũ giáp của Thiết Giã Mã giống như trúng một gậy. Đầu óc Thiết Giã Mã ù vang, hắn chém trả, giây sau, Lưu Mộc Hiệp vung ngang đao chém mạnh vào ót hắn. Cương đao của Hoa Hạ quân hơi nặng, khoang miệng Thiết Giã Mã cảm giác ngọt, vung đao dài lung tung đánh trả. Xung quanh có thân vệ nhào tới, binh sĩ Hoa Hạ quân cũng vọt qua. Lưu Mộc Hiệp và Thiết Giã Mã va chạm hai đao, đột nhiên đụng mạnh đẩy đối phương lùi hai, ba bước.
Phía sau Thiết Dã Mã bị hòn đá sẩy chân, Lưu Mộc Hiệp đuổi theo lên, chém mạnh đao dài xuống. Đầu óc của Thiết Dã Mã đã rối loạn, hắn ỷ vào mặc giáp nên bò dậy, còn chém tới trước. Lưu Mộc Hiệp múa địa đao liên tục chém vào vai cổ của Thiết Dã Mã. Khi chém đến đao thứ 4 thì Thiết Dã Mã đã đứng lên được một nửa, khôi giáp kia đã hé mở, máu bắn ra từ lưỡi đao. Lưu Mộc Hiệp lại chém một đao, Thiết Dã Mã lảo đảo đứng lên, loạng loạng đi một bước rồi ngã quỳ xuống. Hắn cố vung đao ra sau lưng, phía trước là cờ soái của Tông Hàn đang tiến về phía này. Lưu Mộc Hiệp chém lỗ hổng trên người Thiết Dã Mã càng lúc càng lớn, rồi cho một nhát đao. Dưới ánh chiều tà, Tông Hàn nhìn thân thể của nhi tử bị binh sĩ Hoa Hạ quân kia từng nhát đao xẻ ra trong loạn chiến. A a a a a. Trên cánh đồng hoang vang lên tiếng rít gào như mãnh hổ của lão nhân, mặt mũi của hắn vặn vẹo, ánh mắt dữ tợn mà đáng sợ. Binh sĩ của Hoa Hạ quân cũng nhào tới với tư thái hung ác tương tự. Gió sông mát dịu, cờ màu rêu rao, ánh nắng ngày hè có chút tươi mới. Ngày 25 tháng 4, bờ nam sông Hán, có đoàn người nhốn nháo trèo đèo vượt núi tụ tập hướng huyện thành nhỏ ven sông. Thanh niên trai tráng quần áo lam lũ, người già run rẩy, đứa nhỏ đi theo phụ mẫu, thư sinh, binh sĩ, ăn mày, tất cả đều di chuyển về cùng một hướng. Dãy núi trong đất trời sắc xanh này tràn ngập sức sống, hai bên đường thậm chí có người khua chiêng gõ trống, số ít thư sinh gầy yếu kề sát nhau chỉ điểm cảnh tượng xung quanh, trông rất náo nhiệt. Phía trước là huyện thành Tây, chỗ ở của gia tộc Đới Mộng Vi. Tiểu huyện thành vốn chỉ có 2-3 vạn người ở, nhưng đoàn người này đã tụ tập trên 15 vạn, đương nhiên cũng phải tính cả quân nhân từ bốn phía hội tụ lại. Huyện thành Tây vừa mới san bằng một đợt phản loạn, chiến sự chưa ngừng, thậm chí đầu thành phía đông chỉ mới bắt đầu đổ sát phản quân. Phía nam huyện thành đã có nhiều bình dân tụ tập lại, trong một chốc khiến tiểu huyện thành xem như non xanh nước biển có cảnh tượng nhộn nhịp của thành lớn. Bình dân tụ tập ở đây phần lớn là đến cảm tạ ơn cho họ sống của Đới Mộng Vi, mọi người đưa tới cờ thưởng. Bưng tấm biển, bung dù vạn dân để cảm tạ ân đức của Đới Mộng Vi đối với toàn bộ người Hán trong thiên hạ. Huyện thành Tây không lớn, Đới Mộng Vi đã lớn tuổi, không gặp mặt nhiều người được, nên đám đông chọn Túc lão tuổi cao đức trọng làm đại biểu, đưa vật cảm kích bên trong có gửi gắm tâm ý của họ vào. Bên ngoài cổng thành phía nam, đám người không được vào thành tụ tập ở đồng cỏ trên sườn núi. Trong núi, dắt đứa nhỏ quỳ lạy từ xa hướng Đới phủ trong thành. 1-2 năm trước nữ chân Tây Lộ quân cướp bóc chém giết, xếp nhiều thành trì vào địa bàn của mình, nhiều dân phu, thợ thủ công. Nữ nhân có chút nhan sắc bị bắt nhốt trong những thành trì này, mục đích làm như vậy đương nhiên là vì mang theo khi chúng rút về Bắc. Tùy theo đại chiến Tây Nam bị thua, Đới Mộng Vi làm một cuộc giao dịch lấy lại quyền sở hữu những người này đó. Mấy ngày nay lão thả họ ra, loan tin sẽ được chút trợ cấp đến khắp thành trấn phía nam Trường Giang, dư luận bị lão cố ý khống chế đã bắt đầu lên men. Người nữ chân một đường giết tới, nếu hết thảy thuận lợi thì có thể mang về phía Bắc khoảng mấy chục vạn người, nhưng không chỉ bấy nhiêu người bị họa chiến tranh lan đến. Nhiều thành trì sau khi bị họa chiến tranh tàn phá thì rơi vào tay Hán quân, rồi Hán quân lại quy thuận người nữ chân, nói là ở dưới quyền cai trị của nữ chân cũng không đủ. Nữ chân đánh trận thua, hoảng hốt về Bắc, không thể dẫn người theo cùng, nhưng họ rất có thể sẽ đốt cháy hoặc đồ sát hàng loạt những người bị bỏ lại này. Chương 1218, hữu hình chư tượng phân phi viễn vô thanh cự mộng quyển hồng trần, 1. Lúc này, Đới Mộng Vi đới phu tử lớn tuổi đứng ra nói rõ lợi hại trực tiếp với nữ chân cốc thần, cuối cùng chẳng những bảo vệ được tất cả mọi người. Thậm chí lương thảo, vật tư mà người nữ chân không mang đi được cũng không bị tiêu hủy, chuyển giao toàn bộ vào tay Đới Mộng Vi. Vậy là sau khi mọi người được thả ra, thậm chí còn có thể giữ lại ít đồ, khôi phục cuộc sống mới. Ân đức như vậy ở phía nam Trường Giang muốn nói vạn gia sinh Phật cũng không đủ, thậm chí có thể nói là việc làm của thánh nhân. Trong hành động như vậy tuy cũng có một phần hành vi có chính xác hay không vẫn cần bàn lạc, thí dụ như có hàng vạn giặc Hắc Kỳ. Tuy cùng là kháng kim nhưng lúc này bị Đới Mộng Vi tính kế thành tiền cược để giao dịch, nhưng đối với đám người sống trong hoảng sợ và túng thiếu hơn một năm qua thì chút tì vết này quá nhỏ bé. Mọi người chìm trong lo sợ không yên và hoảng hốt từng nghĩ rằng bất luận là ai, chỉ cần đánh bại nữ chân đều là anh hùng. Nhưng giờ phút này được Đới Mộng Vi cứu, bọn họ cảm thấy lúc này lão vẫn kiên trì phản đối Hắc Kỳ thì không hổ là đại nho có khí tiết, là thánh nhân. Đúng vậy, nếu không phải tại Hắc Kỳ giết hoàng đế thì Vũ Triều đã không đến nông nỗi này.
Nếu chỉ vì bọn họ chống cự nữ chân mà quên đi sai lầm trong quá khứ của họ thì khí tiết của chúng ta ở đâu? Khi Doãn giao quyền điều động nhân khẩu, vận tư, Hán quân ở bờ Nam Trường Giang đã được mấy ngày, tuy tướng lĩnh của mỗi quân đội đa phần có ý tưởng riêng, nhưng lúc này đều phục vì Đới Mộng Vi chơi lớn. Nói về mặt lý luận, vị lão nhân này thủ đoạn tàn nhẫn, âm thầm lật tay là mưa, úp tay là mây, tuy sẽ là một trong những trung tâm quyền lợi quan trọng nhất phía Nam của Trường Giang. Nhưng cũng vì vậy mà mấy ngày đầu mọi người tận tâm tuyên truyền và sắp xếp, bơm tin tức dựng lên hình tượng thánh nhân. Bách tính từ các nơi trước kia lo lắng sẽ bị đồ sát, sẽ bị người nữ chân mang đi phương Bắc, khi nghe nữ chân thua trận ở Tây Nam. Bọn họ vẫn không cảm thấy nhẹ nhàng, trong lòng trái lại càng hoảng sợ, lúc này rốt cuộc thoát khỏi bóng ma đáng sợ đó. Lại nghe tin sau này thậm chí được phát cho vật tư, rồi còn sẽ có quan phủ hỗ trợ khôi phục dân sinh, trong lòng họ tràn đầy cảm xúc. Nơi cách huyện thành Tây hơi xa có lẽ phản ứng chậm chạp một chút, nhưng cư dân trong hai tòa thành lớn ở gần đó đã lao về phía huyện thành Tây, chen kín tiểu huyện thành. Có nhiều nho sinh suy sút tụ tập lại, một là đến cảm kích ân tình của Đới Mộng Vi, thứ hai là muốn nương cơ hội này chỉ điểm Giang Sơn, bán ra TAIH ọc trong bụng. Trước kia Đới Mộng Vi không quá nổi tiếng, hàng loạt động tác hiện giờ khiến thiên hạ đều biết, từ đây về sau tự nhiên bốn phương noi theo. Nếu đến sớm không chừng được lọt vào mắt Đới Mộng Vi, còn được công trạng theo rồng ngay từ đầu. Những chuyện này mới vừa bắt đầu, Đới Mộng Vi không ngăn cản dân chúng tụ tập. Lão chỉ ra lệnh cho trai tráng dưới tay mở rộng kho lương, dựng hàng cháo ở ngoài thành, cố gắng cho người đến đây được ăn một bữa no bụng mới rời đi. Ở mặt ngoài, lão nhân này mỗi ngày không gặp nhiều người ngoài, chẳng qua làm theo thói quen thường ngày là giảng dạy nửa ngày trong tư thục đới gia. Khí tiết, khí khái của nho giả truyền cho bên ngoài, khiến người rất phục. Đến ngày 25, tuy phía Đông Thành đã bắt đầu động đao giết chóc những kẻ phản loạn, nhưng trong huyện thành, vẫn náo nhiệt mà an ổn. Buổi sáng sau núi của đới gia tổ chức lễ tang, đây là vì chôn cất con trai con gái của đới gia chết trong hành động lớn lần này. Sau khi chôn xuống đất, lão nhân đứng trước mồ bắt đầu giảng bài, một đám con cái đới gia, dòng họ quỳ gần đó cung kính nghe. Gió núi mát mẻ, phía chân trời xa phía đông huyện thành bốc lên khói đen, đó là khói bốc lên khi đốt cháy xác chết của đám phản loạn. Chớp mắt và không khí tử vong ở hai nơi kỳ dị kết hợp lại với nhau, lão nhân cũng theo tình cảnh như thế giảng thuật đại thế thiên hạ. Thỉnh thoảng nhắc đến lý luận trong luận ngữ, rồi kéo dài qua đạo đức, bắt đầu giảng đạo lý binh là hung khí, thánh nhân bất đắc dĩ mới dũng. Mọi người đều cúi đầu nghe giảng. Giảng xong bài học, có quản sự tiến lên nhỏ giọng báo một số tin tức cho Đới Mộng Vi. Lão gật đầu, khiến mọi người tự động giải tán. Sau khi đi hướng trang viên, không lâu sau, lão ở trong sân thư phòng đới gia gặp một đại nhân vật ăn mặc gọn gàng tìm đến, Lưu Quang Thế. Lưu Quang Thế chào Đới Mộng Vi bằng lễ. Đới Mộng Vi cũng đáp lễ lại, không ngờ Lưu Công tự mình tiến đến. Việc lớn như vậy sao có thể để người hầu truyền tin xử lý được? Hơn nữa, nếu không tự mình tiến đến thì sao được thấy tận mắt cảnh long trọng Đới Công cứu trăm vạn người, lòng dân hướng về. Ngữ điệu của Lưu Quang Thế không cao, tự nhiên mà thành khẩn, Tây Lộ quân của Kim Quốc gặp vấp ngã về Bắc, tính mạng của mấy trăm vạn người. Đồ quân nhu lương thảo này nọ, nếu không nhờ Đới Công thì không có biện pháp xử lý như thế, Đới Công cao thượng, xin hãy nhận cái cúi đầu của tiểu điệt. Đới Mộng Vi nâng hắn lên, Lưu Công nói quá lời. Lão Phu là người khô mục rồi, không có sức chống địch, chẳng qua là chui chỗ trống, góp chút sức nhỏ nhoi. Dùng mưu mẹo không thể lâu dài, về sau thế gian sao động, việc lớn của thiên hạ này còn cần quân nhân như Lưu Công chống dậy. Thiên hạ hiện nay đã đến hoàn cảnh vạn vật thiêu hết, khó kéo dài sự sống tiếp, nếu không có phương pháp mới thì làm như lão hủ kéo dài 3-5 năm cũng chỉ là uống rượu độc giải khát. Lưu Quang Thế gật đầu, nói, Đới Công nói rất đúng. Những năm nay trong lòng Lưu Mỗ cũng lo âu giống như vậy, gặp loạn thế, võ lên văn xuống, vì đối kháng nữ chân, chúng ta bất đắc dĩ dựa vào những quân pháp này. Cướp núi toàn là những kẻ không được dạy dỗ, thô bỉ không tả nổi, chiếm cứ một góc rồi tầm ăn vạn dân, không bao giờ nghĩ cho phúc lợi dân sinh, đã loạn càng quấy phá thêm, Đới Công có biết không? Những người thư hương gia truyền lại chịu đứng ra vì thiên hạ giống như Đới Công thì quá ít ỏi. Lưu Công quá khen, Đới Công xứng đáng. Lưu Quang Thế tâng bốc nhưng thấy gương mặt già của Đới Mộng Vi không dao động, bèn thở dài, trở lại chuyện chính đi, Đới Công. Ni Lập Hằng giết ra từ Kiếm Các, có lẽ mấy ngày nữa sẽ đến Hán Trung. Tình hình chiến đấu ở Hán Trung như thế nào? Có thể nhìn ra manh mối không?
chiến trường Hán Trung đã rối ren dưới sự chỉ huy của Niêm Hãn. Hoàng hôn ngày hôm trước, Hy Doãn đuổi theo tới ngoài thành Hán Trung, hôm qua đã khai chiến. Xem tình hình chiến đấu của Hán Trung lúc trước thì không dễ phân ra thắng thua. Hai vạn tinh binh của Tần Thiệu Khiêm mặc dù mạnh nhưng Niêm Hãn, Hy Doãn đều là hùng kiệt một thời, trận chiến này khó đoán thắng thua. Đương nhiên, Lão Hủ không hiểu chiến sự, phán đoán này e rằng khó lọt vào tai Phương gia, cụ thể như thế nào thì Lưu Công nhìn rõ hơn Lão Hủ. Kim Quốc và Hắc Kỳ quân đoàn 7 quyết chiến ở Hán Trung, thiên hạ đều chú ý, Lưu Quang Thế tất nhiên cũng sắp xếp thám tử đi qua, tùy thời truyền về tình báo. Chẳng qua Lưu Quang Thế âm thầm đi tới huyện Thành Tây, tình báo đưa về tất nhiên không nhanh bằng đám người Đới Mộng Vi ở gần. Nói vài câu rồi Đới Mộng Vi lấy ra tình báo gần đây nhận được, qua tay giao cho Lưu Quang Thế, hắn ở trong phòng xem kỹ. Lúc này là giữa trưa, ánh nắng chiếu vào sân ở bên ngoài, trong phòng có gió thổi nhẹ vào. Người hầu ăn mặc tươm tất tiến vào thêm một lần nước trà, không khỏi dùng ánh mắt tò mò quan sát khách nhân uy nghiêm ổn trọng này. Tuy ngày xưa Đới gia là thế gia, gia giáo nghiêm khắc, nhưng bàn về cấp độ, chung quy chỉ ảnh hưởng mấy châu huyện nhỏ ở gần, chỉ có mấy ngày gần đây là gia chủ làm động tác khiến thiên hạ khiếp sợ. Không chỉ đạt thành hiệp nghị bình đẳng với nữ chân cốc thần, giơ cao cờ hiệu đối kháng Hắc Kỳ, càng đạt được các phương ủng hộ, đều đến tập hợp. Người hầu trong phủ tuy đã nhận nghiêm lệnh, khí độ hơi tăng lên, nhưng vẫn khiếp sợ thân phận của những vị khách âm thầm đến đây. Vị Lưu Quang Thế Lưu tướng quân này ngày xưa là đại tướng quân số 1, số 2 thiên hạ, là đại nhân vật, nghe nói hiện giờ nắm giữ địa bàn lớn. Mặt ngoài là gìn giữ đất cho Vũ Triều, trên thực tế nói là cắt đất làm vua cũng không đủ, nhưng với chủ nhân thì Lưu Quang Thế tự mình tới cửa, thăm viếng bàn bạc. Người biết chuyện vừa thấy khiếp sợ vừa tự hào. Các bạn đang nghe chuyện Chế Tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1219, Hữu Hình Chư Tượng Phân Phi Viễn Vô Thanh Cự Mộng Quyển Hồng Trần 2. Lưu Quang Thế xem kỹ tình báo của Đới Mộng Vi sau đó uống một ngụm nước trà. Trong mấy ngày qua tình hình hội chiến Hán Trung rất kịch liệt, dù là chính Niêm Hãn, Hy Doãn cũng khó mà nắm bắt toàn cảnh. Một số thám tử tra xét xung quanh tìm hiểu tin tức càng hỗn loạn. Trên đường tới đây Lưu Quang Thế đã nhận được một số tình báo. So sánh với tình báo của Lưu Thị cho ra kết quả là không thể tin vào phần lớn tin tức, chỉ có thể phỏng đoán đôi chút từ phương hướng đại khái. Niêm Hãn, Hy Doãn lãnh binh, Kim Quốc có hơn 10 vạn binh lực, cộng thêm Đồ Sơn vệ ở trong đó. Tần Thiệu Khiêm chỉ có 2 vạn binh lực, nếu là ngày xưa, nói bọn họ có thể ngay mặt đánh trận, thì tôi không tin. Nhưng chung quy, đánh thành vũng lầy rằng co thế này, Tần Thiệu Khiêm. Ai? Lưu Quang Thế buông tiếng thở dài, trong đầu nhớ lại Tần Tự Nguyên, Tần Thiệu Hoa Tan Thiệu Khiêm của mười mấy năm trước. Xưa kia Tần Tự Nguyên khôn khéo lợi hại, ngang cơ với những nhân vật ghê gớm như Thái Kinh, Đồng Quán. Tần Thiệu Hòa kế thừa y bát của Tần Tự Nguyên, một đường lên như diều gặp gió, sau này thủ Thái Nguyên một năm rằng co với Niêm Hãn, cũng rất đáng kính phục. Nhưng Tần Thiệu Khiêm làm nhị thiếu gia của Tần gia, trừ tính cách nóng nảy ngay thẳng ra chẳng có gì nổi bật. Nhưng không ngờ mười mấy năm sau khi Tần Tự Nguyên, Tần Thiệu Hòa chết, con trai Tần gia đi con đường võ tướng này đè đầu đánh Niêm Hãn. Hơn một năm trước kia Kim Quốc Tây Lộ quân tấn công phòng tuyến Kinh Tương, Lưu Quang Thế đã ở tiền tuyến đốc chiến, hiểu thấu sự lợi hại của Đồ Sơn vệ. Bên trong quân đội Vũ Triều tham lam hủ bại đủ thứ, quan hệ rắc rối phức tạp, xuất thân con cháu thế gia như Lưu Quang Thế đã quá rảnh. Chu Quân Vũ mạo hiểm lớn, đắc tội vô số người luyện ra bối ngôi quân không cho phép ai nhúng tay vào, nhưng đối mặt Đồ Sơn vệ thì cũng thua nhiều thắng ít. Lưu Quang Thế thầm thở dài, Nhạc Phi tuổi trẻ bồng bột thủ đoạn không đủ khéo léo, Lưu Quang Thế thường nghĩ nếu dùng tài nguyên và tin tưởng đó đặt vào mình thì không chừng sẽ bảo vệ được Kinh Tương. Đương nhiên, chuyện như vậy cũng chỉ có thể nghĩ trong đầu, không cách nào nói ra. Nhưng cũng vì vậy mà hắn biết sự lợi hại của bối ngôi quân, Đồ Sơn vệ. Đến giây phút này, khó mà nhìn tình báo cụ thể đoán được Hoa Hạ quân đoàn 7 của Tần Thiệu Khiêm ghê gớm đến nhường nào. Nguyên nhân căn bản sức mạnh của Hoa Hạ quân vẫn nằm ở Ninh Tiên Sinh tại Tây Nam. Trận Vọng Viễn Kiều, 7.000 phá 3 vạn, trước trận chém Hoàn Nhan Tà Bảo, Hù Niêm Hãn sợ vỡ mật nên Tây Lộ quân quay đầu lùi lại. Bây giờ hắn giết Bạt Ly Tốc, ra kiếm cáp, Niêm Hãn hay Hy Doãn đều không muốn đụng độ hắn vào lúc này. Niêm Hãn đánh trận lung tung là vì lính mệt không có niềm tin quyết chiến trực diện đành dùng kế kéo dài,
nhưng kéo dài cũng là vì quyết chiến. Hy Doãn càng như vậy, sẽ nhanh chóng đánh xong trận. Tần Thiệu Khiêm dùng binh mãnh liệt, gần như cổ hủ, e rằng cũng nghênh đón ngay mặt. Lưu Quang Thế phân tích, đối công nói đúng, theo Lưu Mỗ thấy thì trận đại chiến này sẽ có kết quả trong vòng mấy ngày nay. Niêm Hãn có 10 vạn, Tần Thị có 2 vạn, trong tình huống tâm ma không đến thì e rằng lưỡng bại câu thương, vấn đề nằm ở chỗ đánh thảm liệt cỡ nào, hoặc chọn lúc dừng là khi nào. Lưu Công nghĩ họ sẽ dừng lại. Niêm Hãn, Hy Doãn quản đại quân 10 vạn, tuy hy vọng một trận chiến tiêu diệt Tần Thiệu Khiêm, nhưng xem tin tức lúc trước thì quân đội dưới tay Tần Thiệu Khiêm mạnh đến mức kinh thiên động địa. Về ý tưởng của Tần Thiệu Khiêm chắc cũng muốn giết Niêm Hãn, Hy Doãn ở Hán Trung. Nhưng nghĩ là một nhẽ, Niêm Hãn và Hy Doãn là ai? Dù Tần Thiệu Khiêm có là anh hùng giống như Hoàn Nhan A Cốt Đà lúc còn sống, Niêm Hãn không phải thiên tộ đế của hộ bộ Đạt Cương cũ, trận chiến này sẽ vô cùng khốc liệt. Ta cho rằng hai bên sẽ lấy Hán Trung làm chiến trường, dây dưa mấy ngày. Nếu Niêm Hãn và Tần Thiệu Khiêm không chết thì có khả năng cao nhất là hai bên sẽ từ từ thoát chiến, lưỡng bại câu thương. Thật ra hiện giờ cũng đã là lưỡng bại câu thương, chẳng qua Hoa Hạ quân đoàn 7 có thể buộc Niêm Hãn đến mức này, có thể nói trong thiên hạ này đã không có ai địch lại. Đều là người gặp vô số việc lớn, tuy Lưu Quang Thế nói Hoa Hạ quân đoàn 7 không người địch nổi nhưng ngữ khí vẫn bình tĩnh, dù sao một, hai quân đội vô địch chưa thể ảnh hưởng đại thế của thiên hạ này. Thiên hạ chuyển đổi mạnh yếu thường khó mà nói rõ chỉ trong vài câu. Vẻ mặt của Đới Mộng Vi hơi bi khổ gật đầu, nói, giống như Chư Công trong kinh đã nói, Hoa Hạ quân này cứng rắn dễ gãy, có dấu hiệu không thể giữ lâu, bọn họ sẽ bớt đi nhiều phiền phức. Giọng điệu của Đới Mộng Vi bình thản mang chút châm chọc. Lưu Quang Thế cười khẽ hỏi, Đới Công nghĩ như thế nào? Lão Hủ không lạc quan như vậy, Hoa Hạ quân như mặt trời mọc, kiên quyết tiến thủ, khiến người thán phục. Ni Nhân Đồ càng giống như Hoàn Nhan A Cốt Đà, có thể nói là một thế hệ nhân kiệt. Chẳng qua hắn đi quá cấp tiến, Hoa Hạ quân càng mạnh thì thiên hạ sẽ càng mắc kẹt lâu trong cuộc náo động này. Hiện giờ thiên hạ náo động hơn 10 năm, Trung Nguyên ta, người Hán Giang Nam thương vong không chỉ nghìn vạn. Hoa Hạ quân cấp tiến muốn diệt Nho, thiên hạ nếu không chết ức vạn người e rằng khó dẹp loạn. Lão Hủ đã biết chuyện này thì buộc lòng phải đứng ra ngăn cản nạn lớn. Lưu Quang Thế hơi thắc mắc hỏi, mong Đới Công giảng kỹ hơn. Đới Mộng Vi đại khái thuật lại lời đã nói với Hy Doãn hôm đó. Lưu Quang Thế đứng lên lại vái một cái, hôm nay mới biết đại hiền tại đây, so với lòng dạ của Đới Công thì quan lớn quan nhỏ trong kinh thành chỉ là những tên hề. Đối mặt sự nổi lên mạnh mẽ của Hoa Hạ quân, đám người Ngô Khải Mai ở kinh thành chọn cách đối kháng là lắp ráp lý do. Chứng minh Hoa Hạ quân gây hại cho đại tộc, thế gia, lực lượng cắt cứ ở khắp nơi. Tuy những ngôn luận đó có thể dụ dỗ một số người, nhưng ở trước mặt thế lực lớn như Lưu Quang Thế thì luận cứ chắp vá của Ngô Khải Mai kích động được người ngoài nhưng hơi thùng rỗng kêu to, được cái mã. Chẳng qua kẻ địch lớn trước mắt, cùng chung mối thù, mọi người tự nhiên sẽ không phản bác hắn. So sánh thì ngôn từ của Đới Mộng Vi lúc này chọn xuống tay từ đại cục, đại thế thật là mạnh như thác đổ, tràn ngập sức thuyết phục. Hoa Hạ quân một tiếng diệt Nho, ngày trước có thể xem như trò cười. Nếu thật sự bị thực thi, hàng loạt động tác như giết vua, diệt Nho, thiên hạ loạn lớn, người có chút kiến thức đều thấy được kết quả. Hiện giờ Hoa Hạ quân đánh bại Nữ, Chân, kết quả đó đã gần sát trước mắt. Lời nói của Đới Mộng Vi tương đương với ở cấp độ cao nhất đặt ra nguyên tắc chỉ đạo và điểm xuất phát cho việc phản đối Hắc Kỳ quân. Với kiến thức của Lưu Quang Thế tất nhiên hiểu rằng, lời nói bên kinh thành bị nhiều tộc lớn thuận nước dong thuyền, giả vờ tin tưởng. Nhưng nếu lời nói của Đới Mộng Vi lan truyền ra ngoài, người có kiến thức ở các nơi mới thật sự tin tưởng và sinh ra cảm giác sứ mệnh. Lưu Quang Thế tâng bốc Đới Mộng Vi, trong lòng đã suy xét rất nhiều thao tác, hắn thẳng thắn nói, không giấu gì Đới Công, hơn một tháng qua nhìn Kim Quốc Tây Lộ quân rút về Bắc. Hoa Hạ quân thanh thế lớn, tiểu điệt và thủ lĩnh các phương dưới tay cũng từng có các loại tính toán, hôm nay lại đây là muốn thẳng thắn nói cho Đới Công, xin chỉ dạy. Thật ra thiên hạ sao động đến đây, vũ triều ta có thể lưu giữ lại được bao nhiêu thứ đều do trước mắt quyết định. Hắn kể hết cho Đới Mộng Vi nghe kế hoạch các nhà sâu chuỗi, qua kinh tương, hồi phục biện lương, một số người tham dự lúc này cũng là quân phiệt góp sức dưới tay Đới Mộng Vi. Bây giờ cục diện thiên hạ hỗn loạn, mắt thấy Hắc Kỳ sắp chiếm ghế lớn, vị trí của hai người Lưu, Đới biến thành bên giường Hắc Kỳ, họ có lý do vững chắc để bắt tay với nhau. Huống chi Lưu Quang Thế giỏi về việc chiến nhưng dở việc văn, trung quy thiếu cái khung và mắt nhìn chuyên nghiệp nhất trong cục diện tương lai.
Nếu có thể thu phục Biện Lương thì Lưu Quang Thế chỉ có thể dựng ra cái khung chính đáng, nhưng không thể đắp nặn ra triều đình nhỏ tương đối khỏe mạnh. Đới Mộng Vi có sự tinh tế việc văn và mắt nhìn đại cục, nhưng không đủ sức kiềm chế đám võ tướng dưới trướng, vừa lúc cần có người hợp tác gia nhập vào làm cân bằng. Lưu Quang Thế thẳng thắn bày tỏ, ngoài mặt Đới Mộng Vi không dao động nhưng thừa nhận suy nghĩ trong đầu Lưu Quang Thế. Ngày xưa vũ triều thối nát, các loại quan hệ rắc rối phức tạp, thế cho nên văn thần võ tướng cũng mục giữa, đến hiện giờ kẻ địch lớn trước mắt. Các phương liên hợp mặc dù chú trọng ích lợi nhưng đã có thời cơ phá rồi lập, đối với các đường quân phiệt, võ tướng thì bọn họ mới trải qua bóng ma của người Kim và Hắc Kỳ. Họ không có nhiều yêu cầu, đây là lúc dọn sạch kỷ luật quân đội, cải cách chế độ quân đội và tăng cường quản lý. Còn về hệ thống văn thần, khung cũ đã loạn, thừa dịp này tổ chức khoa cử, cất nhắc con nhà nghèo lên. Ở các thế hệ thì cơ hội như vậy chỉ có lúc mới mở nước, tuy trước mắt cũng cần lôi kéo tộc lớn. Thế ra ở các nơi nhưng còn trống nhiều vị trí, có kẻ địch mạnh càng khiến người dễ có nhận thức chung. Nếu thật sự có thể đoạt lại Biện Lương, đúc lại trật tự sẽ là một vũ triều tràn ngập sức sống đáng giá mong đợi. Chương 1220, hữu hình chư tượng phân phi viễn vô thanh cự mộng quyển hồng trần, 3. Đới Mộng Vi tâm trạng được lòng dân, lão lên kế hoạch tỉ mỉ cho đợt biến cách này. Lưu Quang Thế giao lưu với lão rất là vui vẻ. Lúc này đã tới giữa trưa, Đới Mộng Vi ra lệnh cho người ta chuẩn bị sẵn sàng thức ăn và rượu, hai người vừa ăn vừa trò chuyện tiếp. Trong lúc ăn, Lưu Quang Thế nhắc đến vấn đề của Hắc Kỳ quân. Hiện nay Tần gia quân đoàn 7 ở Hán Trung có một đội hơn 3.000 người bị vây công gần đây. Bất luận tình hình chiến đấu ở Hán Trung như thế nào, chờ khi người nữ chân rút đi, với thói có thù sẽ trả của Hắc Kỳ e rằng sẽ không để yên cho Đới Công. Liệu Đới Công có phương pháp ứng đối với việc này không? Đới Mộng Vi bình tĩnh cười nói, nếu vậy thì lão phu ngửa cổ chờ, cứ để hắn giết, để cho người trong thiên hạ nhìn xem Hoa Hạ quân này rốt cuộc có bộ mặt thế nào. Lão cứu mấy trăm vạn người từ tay người nữ chân, nay thanh thế đã nổi lên, đối với khả năng sẽ bị Hoa Hạ quân báo thù thì tỏ ra hiên ngang không sợ, thấy chết không sờn. Lưu Quang Thế vội lắc đầu, nói, ai, không thể được, Đới Công gánh hy vọng của thiên hạ, mọi việc trên đời trong tương lai không thể thiếu Đới Công, xin đừng khí phách như vậy, cần bàn bạc kỹ hơn. Đới Mộng Vi nói, cứ để hắn đến, không sao. Hai người thảo luận các loại chi tiết sau khi liên hợp. Qua buổi trưa là giờ mùi ba khắc, tình báo ở Hán Trung được gửi đến. Khoảnh khắc nhận tình báo, khôn ngoan như Đới Mộng Vi cũng không nhịn được tái mặt, lão đọc kỹ hai lần, tay khẽ run. Lão nhìn thám báo đưa tin, lại liếc Lưu Quang Thế ngồi một bên, thật lâu sau lão hít một hơi dài, không ngờ có ngày lão phu hy vọng người nữ chân. Đới Mộng Vi nói đến đây thì môi mấp máy không nói tiếp nữa, giao tình báo cho Lưu Quang Thế, hắn liếc thoáng qua rồi nhìn thám báo, có thật không? Tính thời gian thì thám báo đến quá nhanh, thông tin trực tiếp như vậy chưa trải qua xác nhận rất có khả năng sẽ bị lật ngược. Tình báo này không phải tin dữ, dù sao hai bên đánh nhau đều là kẻ địch của họ. Nhưng tình báo này có ý nghĩa quá nặng nề với toàn bộ thiên hạ, cũng nặng trĩu mà phức tạp với họ. Ngày 24 tháng 4, nữ chân Tây Lộ quân và Hoa Hạ quân đoàn 7 triển khai quyết chiến ngoài thành Hán Trung, chiều cùng ngày. Tần Thiệu Khiêm dẫn dắt hơn vạn quân đoàn 7 chủ lực ở gần Đoàn Sơn cách phía tây thành Hán Trung 15 dặm ngay mặt đánh bại bộ đội chủ lực của Niêm Hãn. Niêm Hãn trốn đi Hán Trung, Tần Thiệu Khiêm truy sát phía sau, chém nhi tử của Niêm Hãn là Hoàn Nhan Thiết Dã Mã ở giữa đường. Khi tin này phát ra thì lửa chiến đã đốt vào Hán Trung, 10 vạn nữ chân Tây Lộ quân gần như tan vỡ toàn diện. Quá nhanh. Đầu óc Lưu Quang Thế ù đặc, lúc này hắn không thể chú ý quá nhiều chi tiết, ví dụ mấy chục năm qua đây là lần đầu tiên Niêm Hãn bị đánh cuống cuồng chạy trốn. Ví dụ hai nhi tử của Niêm Hãn đều đã bị Hoa Hạ quân cứng rắn chém giết trước trận, ví dụ nữ chân Tây Lộ quân mênh mông hùng dũng kéo đến rồi binh bại như núi, đổ rút đi, thiên hạ sẽ biến thành như thế nào đây? Tạm thời trong óc của Lưu Quang Thế chỉ có hai từ quá nhanh, vừa rồi còn khí phách bàn luận cả buổi giờ đây trở nên tẻ nhạt vô vị. Đầu óc của Đới Mộng Vi cũng trống rỗng, ánh nắng chiếu xuống sân bên ngoài, có tiếng chim hót, mọi thứ dường như không thay đổi, nhưng có vẻ đã biến đổi trong khoảnh khắc. Quá khứ, hiện tại, tương lai đều là thứ mới mẻ. Hai người im lặng trong đại sảnh, người hầu đi lại ở ngoài phòng. Đoàn người ở huyện Thành Tây vẫn nhốn nháo, các thư sinh chỉ điểm nghị luận, đám đông dập đầu ngoài huyện thành vẫn đầy dãy núi và thung lũng. Tin thiên hạ biến đổi đang bùng nổ ở một góc hẻo lánh,
nhiều người vẫn chưa biết sự tình phát sinh. Đới công, không biết khi nào, Lưu Quang Thế đứng lên ngập ngừng muốn nói. Cá chép trong hồ nước bơi qua đá núi yên tĩnh, trong sân tràn ngập nội tình phong cảnh lâm viên, bầu không khí tĩnh lặng đã kéo dài một lúc. Nhìn vào phòng qua cửa sổ để mở thấy hai đại nhân vật tóc trắng sau khi nhận được tin tức thì im lặng thật lâu. Thiên hạ đã rơi vào hỗn chiến kịch liệt quá lâu, dù ở gần huyện Thành Tây, một trận chiến nhằm vào Hắc Kỳ còn đang đánh. Tình hình chiến đấu ở Hán Trung kịch liệt, nhưng sớm muộn gì sẽ kết thúc, đây là điều chắc chắn. Theo lời của Đới Mộng Vi, giảng bài mấy ngày nay khi bàn về đại thế thiên hạ cũng từng nói dù Hắc Kỳ thắng. Để bày ra lão tiên đoán trước, tránh cho cuộc chiến hạ màn thì lời của lão xuất hiện lỗ hổng. Nhưng trong lòng nghĩ là một nhẽ, phương thức và thời gian xuất hiện kết quả này lại là chuyện khác. Hiện giờ đám người xem Hoa Hạ quân đoàn 7 là mãnh thú tràn đầy thù hận, dũng mãnh không sợ chết, tuy không thể tưởng tượng ra cụ thể. Nhưng đám người lờ mờ đoán được Hoa Hạ quân đoàn 7 dù đối mặt bộ đội lúc mới vùng lên của A Cốt Đà cũng không bị áp đảo. Dù vậy, đối mặt 10 vạn người của Niêm Hãn và viện binh của Hoàn Nhan Hy Doãn, trong một ngày đã mạnh mẽ hạ gục toàn bộ nữ chân Tây Lộ quân, đồng thời đánh bại Niêm Hãn và Hy Doãn, thành quả chiến đấu như vậy dù tính bằng huyền học cũng rất khó CHAPN hận. Niêm Hãn không phải vị tướng bình thường, hắn là võ tướng thiện chiến nhất thiên hạ này. Hy Doãn tuy thời gian dài ở vị trí phó thủ, nhưng cái tên cốc thần ở trước mặt Nho Sinh Vũ Triều tôn trọng mưu trí, sùng bái quân sư như Gia Cát Lượng thì cảm thấy Hy Doãn khó đối phó còn hơn Niêm Hãn. Hắn chân giữ hậu phương, mấy lần mưu đồ, tuy rằng chưa từng đụng độ ngay mặt vị tâm ma ở Tây Nam, nhưng mấy lần ra tay cách không gian đều thể hiện ra đại khí phách khiến người ngả mũ kính trào. Hy Doãn mạnh mẽ như vậy chạy tới chiến trường vậy mà không thể lật ngược được tình thế. Không áp đảo được lính mệt đã kiên trì 4-5 ngày trong chiến loạn của Hắc Kỳ. Còn để Tần Thiệu Khiêm trực diện hạ gục chủ lực của Niêm Hãn. Hiện thực như cục tạ đập thẳng vào mặt, có một khoảnh khắc không chừng Lưu Quang Thế. Đới Mộng Vi từng nghĩ nằm chịu trận cho rồi. Nhưng hai người dù sao đều là nhân vật trải qua vô số việc lớn, Đới Mộng Vi thậm chí đặt hết tính mạng vào cán cược này. Họ trầm ngâm thật lâu, sắc mặt biến đổi, hai người đầu tiên là chọn gác lại hiện thực khó hiểu này, bắt đầu suy xét cách đối mặt với nó. Đới công, Lưu Quang Thế lên tiếng đầu tiên, giọng hơi khàn, hắn dừng một lúc mới nói, đới công. Tin này mà đưa đến thì thiên hạ sẽ biến đổi. Đới Mộng Vi gật đầu, nói, đúng vậy. Hội chiến Hán Trung hỗn loạn khó tả, lúc trước Tiểu Điệt cũng có suy đoán về thành quả chiến thắng của Hắc Kỳ, nhưng giờ phút này phải thú thực là hôm qua phân ra thắng thua ngay lập tức thì hơi kinh người. Trạng vạng ngày hôm trước, Hy Doãn đến chiến trường Hán Trung, sáng sớm hôm qua khai chiến, ước chừng bên Niêm Hãn cho rằng mình đã chiếm ưu thế nên mới triển khai nhanh chóng ngang nhiên nghênh chiến trực diện. Việc này cũng chứng minh mấy ngày chiến đấu, Hắc Kỳ quân đoàn 7 ít người nhưng trên chiến trường ngay mặt. Khi mà ý chí chiến đấu của Đồ Sơn vệ mạnh nhất thì cứng rắn đánh ngã đối phương, sau đó truy sát Niêm Hãn, thậm chí ngay mặt giết Thiết Dã Mã, càng miễn bàn. Trong đầu Lưu Quang Thế trải vuốt tình thế, cân nhắc từng câu từng chữ, tin tức như thế làm ngài và ta giật mình thì cũng có thể khiến người khác giật mình. Hiện giờ gần chuyện Lâm Phô có 3.000 Hắc Kỳ đang chiến đấu, từ huyện Thành Tây đi về phía đông tụ tập đại quân lên đến 10 vạn. Đới công, Hắc Kỳ bất nghĩa, tuy sức chiến đấu mạnh nhưng sớm muộn gì cũng sẽ tàn phá thiên hạ. Lưu Mỗ đến đây là đã đặt chuyện sống chết qua một bên, nhưng không rõ tâm tư của đới công vẫn như vậy chứ. Đới Mộng Vi khép mắt rồi mở ra, ngữ khí bình tĩnh, Lưu công, lời lão phu đã nói không chút gian dối, theo đại thế thì trong vòng mấy năm vũ triều ta không địch lại Hắc Kỳ là lẽ tất nhiên. Đới Mỗ nếu dám ở đây đắc tội Hắc Kỳ thì đã gạt sống chết ra ngoài, thậm chí lấy đại thế mà nói. Trăm vạn người phía Nam mới thoát khỏi lồng chim mà lão phu đã bị Hắc Kỳ giết ở huyện Thành Tây sẽ là đánh thức kẻ sĩ trong thiên hạ, như vậy càng tốt. Hắc Kỳ muốn giết, lão phu đã sẵn sàng. Vẻ mặt của Đới Mộng Vi đã hoàn toàn khôi phục bình thản, lão nhìn Lưu Quang Thế, đương nhiên, việc này chỉ nói miệng khó mà khiến người ta tin tưởng, nhưng Lưu công cứ nhìn sự tình phát triển sắp tới. Lưu Quang Thế phất tay, có lời này của Đới công đã đủ rồi. Đới công ngay thẳng như vậy thì Lưu Mỗ cũng nói thẳng. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài sân vẫn yên bình, Hắc Kỳ lấy được đại thắng như vậy, bắt đầu từ đây gần huyện Thành Tây e rằng sẽ sinh ra biến loạn. Đới công nhận hơn 10 bộ đội từ tay người nữ chân nhưng chưa bao lâu, có nhiều kẻ trong bụng mang ý xấu. Những người này ngày trước hàng kim, sau này có lẽ sẽ xuôi theo hàng Hắc Kỳ, ít nhất rất khó tiếp tục chém giết ở chuyện Lâm Phô.
hiện giờ cần làm nhiều chuẩn bị. Lưu Quang Thế nói, trong hơn 10 bộ đội này có vài đội là đới công nắm giữ được, có vài đội cũng quen biết, có lẽ ngày xưa đã giao tiếp, nhận lời, nhưng từ phút này phải tính lại. May mắn đới công đức hạnh thâm sâu, Lưu Mỗ và thủ lĩnh của một vài đội ngũ vốn có giao tình, hai chúng ta hợp sức. Cố gắng nhanh chóng du thuyết các phương, có lẽ còn có thể giữ cho thế cục không loạn, không mất đại cục. Có vài ngày tháng trước còn từng liên lạc, lên kế hoạch cùng Lưu Mỗ, tuy họ sợ Hắc Kỳ nhưng thấy hai chúng ta hợp sức thì họ sẽ không để mất đại nghĩa, thí dụ như Viên Cẩm Văn, Hầu Hiếu. Lưu Quang Thế nói đến đây thì tăng tốc độ nói. Tuy cuộc đời của hắn tiếc mạng mình, thua nhiều trận, nhưng có thể đi đến bước này, năng lực suy nghĩ tự nhiên vượt xa người thường. Các bạn vừa nghe xong tập 122 của bộ truyện Chế Tế của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.